Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. À hôm nay Thuần sẽ đọc cho quý vị nghe một tập truyện của tác giả Thu Hương kể về thằng khuyết. Khuyết là một người bị dân làng cô lập vì không cha. Cô hoa mẹ của nó thì bê tha cờ bạc. Và nghe giới thiệu sơ như thế thì quý vị cũng có thể thấy được rằng cuộc đời khuyết này gặp rất là nhiều những khó khăn, những trắc trở. Vậy cuộc đời ấy sẽ đi về đâu? mời quý vị sẽ đến với tập truyện có tựa đề vườn nhà chôn xác giúp việc tháng bảy đến những cơn mưa không còn xen lấn ánh nắng mà bắt đầu nặng hạt dai dẳng đoàn người làng vĩ lặng lẽ nối đuôi nhau như đàn kiến trong mùa lũ chậm rãi tiến về bãi thảm ma cuối làng dẫn đầu đoàn là cụ quế khoác trên mình bộ y phục màu nâu sồng và đầu đội khăn xếp đỏ. Dù giản dị, cổ vẫn toát lên khí chất uy nghi của một thầy Pháp, khiến mọi người kính trọng, kiêng nể. Theo sau cụ là gia đình ông Ba Hiền, một trong những gia đình giàu có nhất vùng. Hôm nay nhân dịp lễ thất tịch, ông Ba Hiền, đứa con của một người bạn quá cố, đã nhờ cụ Quế lập đàn cúng kiến để bốc hải cốt cho cụ hai mộ người bạn chí thân từng cùng cụ vào sinh ra tử. Cụ Quế đồng ý với lòng kính nhớ người bạn thỏa đồng niên, cùng bái sư học đạo. Cụ ra hiểu cho đoàn người chuẩn bị bốc mộ, bày biện lễ vật cúng bái. Trước là thắp nhang xin phép các vị khuất mặt khuất mày, sau là mong được vong linh cụ hai mộ đồng ý. Đã gần hai thập kỷ trôi qua, cũng đến lúc hải cốt cần được tắm rửa, trùng tu lại ngôi mộ cho sạch sẽ, khang trang hơn. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi nắp quan tài được mở ra. Bất ngờ, từ trong quan tài, một làn khói đỏ như máu tràn ra, mang theo mùi tử khí nồng nặc, len lỏi vào mũi của những người đứng gần, khiến họ chóng mặt, buồn nôn. Cụ Quế sững sờ trước dị tượng, vội vàng hô hào mọi người lùi ra xa. Chờ khi làn khói đỏ tan biến, cụ cẩn thận tiến lại gần quan tài tay bịt mũi, tay cầm kiếm gỗ. Kỳ lạ thay, thi thể của hai mộ sau bao năm vẫn không hề phân hủy. Nếu không có mùi tử khí, ai nhìn vào cũng có thể nhầm cụ chỉ đang say ngủ. Bỗng từ khóe mắt cụ hai, hai dòng máu đỏ rỉ ra, gương mặt trở nên méo mó biến dạng, tựa như cụ đang rất tức giận. Cụ quế bấm quẻ liên tục nhưng vẫn không thể đoán ra được vong linh bạn mình đang muốn nhắn nhủ điều gì. Đột nhiên, một đốm sáng xanh bay vụt từ trán cụ hai lao thẳng về phía bụi hoa đại ở xa cụ quế vội đuổi theo nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đen nhẽm thập thò trong bóng tối ánh sáng xanh bay thẳng vào trán kẻ đó rồi biến mất cụ quế lớn tiếng quát khiến bóng người giật mình ngáng ngửa ra sau hoa ra là thằng khuyết đứa con hoang của cô hoa cụ quế thở dài Biết rằng Khuyết chỉ tò mò và mong được chút xôi trái oản sau lê cúng Cụ nhẹ nhàng gọi Khuyết ra Đưa cho nó vài xu và bảo nó đi chỗ khác Cụ thầm hứa sẽ tìm hiểu hiện tượng kỳ lạ này sau Quay lại chỗ quan tài Cụ kinh ngạc khi thấy thi thể chưa phân hủy lúc nãy Giờ chỉ còn là bộ xương khô quắt Cụ quế biết rằng đây là điểm báo chẳng lành Cụ gọi đám người nhà ông Ba Hiền lại Bảo hữu toàn cháu đích tôn của cụ hai mộ xuống quan tài tắm rửa xương cốt bằng rượu trắng rồi bỏ vào quách mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ đêm đó trong giấc ngủ chập chờn cụ quế giật mình tỉnh dậy khi nghe ai đó gọi tên mình lão quế già dạ, dậy đi là ông sao hai mộ phải ông không cụ quế run run hỏi như muốn xác nhận đáp lại cụ là một chàng cười sảng khoái nhưng âm u khàn đặc ở góc phòng một bóng trắng mờ ảo tụ thành hình người ngồi chém chệ trên chiếc ghế đầu đó là cụ hai mộ đôi mắt tinh anh ngày nào giờ chỉ còn là hai hố đen sâu hoắm dù muốn giải bày nhiều điều với bạn cũ nhưng thiên cơ bất khả lộ cụ hai chỉ khẽ mở miệng để lại vài lời cuối cùng trước khi tan biến vào không trung cổ mộ bảo vệ khu cổ mộ dạy dỗ đứa trẻ tiên khuyết sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao ánh sáng xuyên qua tán lá chiếu xuống những giọt sương lấp lánh như pha lê cụ quế gọi nhật hạ bảo cô chuẩn bị ít bánh trái để cùng ông sang thăm khuyết đứa trẻ mà cụ hai đã nhắc tới cụ quế vốn là người nhân đức giàu tình cảm mỗi lần gặp khuyết ngoài chợ hay trên đường cụ đều cho cậu ít tiền mua bánh lót dạ Cả làng vĩ này ai cũng biết hoàn cảnh éo le của Khuyết. Sinh ra không có cha, mẹ thì lại là cô Hoa, người bị làng xóm ghẻ lạnh, rẻ biểu. Cô Hoa đã từng nhiều lần muốn đem Khuyết cho người khác nuôi, nhưng không ai nhận. Năm Khuyết 7 tuổi vì một lần quên gạt lửa nồi cơm, cô Hoa đã bỏ cậu vào bao tải dìm xuống suối. May mắn thay, cụ Quế đi ngang qua và cứu sống Khuyết. Đứng trước căn nhà tranh liêu siêu rách nát, cụ Quế gọi mãi nhưng không ai đáp lại. Sau cùng, cụ đành để làn bánh cạnh lu nước trước nhà rồi ra về. Trong lòng quyết tâm sẽ đem khuyết về nuôi dạy. Buổi chiều ở làng Vĩ, hoàng hôn buông xuống nhanh chóng, nhuộm toàn bộ không gian một sắc hồng nhẹ nhàng từ những tia nắng cuối ngày. Khung cảnh giản dị, mộc mạc của làng quê luôn mang lại cảm giác yên bình dễ chịu. Nhưng sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi tiếng la hét reo hò của lũ trẻ đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Chúng quay quần, vỗ tay và la ó để gây chú ý cho đứa bị bịt mắt. Thằng Khuyết, với một miếng vải đỏ quấn kín mắt, hai tay của quạng và chân giò dẫm từng bước một theo tiếng vỗ tay dồn dập. Khi bàn tay gầy gò của nó chạm vào góc phượng già sần sùi, bỗng nhiên không gian trở nên im ắng lạ thường từ trên cành cây đỏ rực màu phượng thằng minh béo kéo quần và xả lũ thẳng xuống đầu khuyết thứ nước tanh tanh khai khai chảy từ đỉnh đầu xuống mũi và miệng khiến nó khó chịu khuyết kéo khăn bịt mắt xuống ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đỏ hoe nhưng cố nén nước mắt không rơi cách đây không lâu khi khuyết đang cố đào bới từng củ khoai củ sắn để sống qua ngày thì đám thằng minh béo bất ngờ kéo đến rủ nó ra bãi đất trống cuối làng chơi. Khuyết bất ngờ vì thường ngày lũ trẻ ấy chưa bao giờ cho nó chơi chung. Thậm chí chúng còn tránh xa, cười nhạo và buông lời miệt thị. Vậy mà hôm nay chúng lại đủ nó chơi cùng. Cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng đứa trẻ 12 tuổi. Trong khi cả đám trẻ cười cợt, mình béo bỗng từ trên cây ngã nhào xuống đất. Nó ôm chán, nơi đã sưng u lên một cục đỏ ứng, và mếu máu hét. Đứa nào, đứa khốn nạn nào dám chơi xỏ tao? Có tin tao đào ba họ nhà mày lên không? Nhật Hà và Hữu Toàn từ xa tiến lại, trên tay vẫn cầm cái ná và túi sỏi. Nhật Hạ bình tĩnh đáp. Là tụi tao đấy, sao nào? Mày muốn đào ba họ nhà tao lên à? Đã bắt nạt người khác lại còn ngông cuồng phách lối. Trước lời thừa nhận của Nhật Hạ, mình béo gần cổ cái lại liên quan gì đến hai đứa mày thằng nhái đành đó tụi tao cứ thích bắt nạt đấy thì sao nó cũng chỉ là cái loại hạ đẳng như con mẹ nó thôi không để minh béo nói thêm những lời quá đáng nhật hạ nhanh như chớp dáng một cái tát vào mặt nó định đánh thêm nhưng đã bị hữu toàn ngăn lại thôi bỏ đi nhật hạ kể nó khuyết đi đâu mất rồi chúng ta cần nói chuyện với khuyết mới là điều quan trọng đánh nhau với cái loại người như nó chỉ làm bẩn tay còn nói lý lẽ thì cũng chẳng khác gì đàn gậy tay trâu lời của hữu toàn như muối sát vào lòng minh béo khiến nó tức tối vô cùng về phần khuyết vừa chạy về tới nhà cậu rồi lên đầu bài gáo nước mưa thay gấp bộ đồ ướt rồi cuộn mình trong đống bài rách nước mắt không ngừng chảy ra và cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay Mãi đến khi nghe tiếng xếp loẹt xoẹt và ánh đèn sáng trưng cả căn nhà, Khuyết mới tỉnh dậy. Nhú đầu ra khỏi đống vải, cậu thấy mẹ mình được mọi người trong làng dìu vào nhà. Đầu tóc bà bê bết bùn đất, tay chân bùn ruộn không chút sức lực. Trong số những người có mặt có cả cụ Quế, Nhật Hạ và gia đình hữu toàn. Khuyết nhào lại ôm mẹ khóc nước nở, lo sợ điều không hay xảy ra. Bà ba hiền vỗ vai trấn an và kéo cậu ra, cái thằng này Mẹ mày đâu có chết mà gào khóc Màu lò bắt nổi cháo Lát nữa mẹ mày tỉnh dậy phải đút cho bà ấy ăn Bị đánh thế này cơm nước sao nuốt nổi Khuyết lúng túng nhìn quanh nhà Cả ngày nay cậu chưa ăn gì Đến củ khoai cũng bị bọn Minh béo lừa lấy mất Làm gì còn gạo mà nấu cháo Hiểu được điều đó Cụ Quế bảo Nhật Hạ chạy về nhà lấy ít gạo mang qua Khuyết quỷ lại ríu rít cảm ơn cậu sực nhớ đến làn bánh đã bỏ quên hồi chiều nhanh trí chạy ra ngoài cầm vào định đốt cho mẹ ăn nhưng bị cụ quế ngăn lại con ăn đi đặng có sức mà chăm mẹ lát nữa nhật hạ mang gạo qua bày à, nấu cháo rồi hãy cho mẹ ăn mấy thứ này bây giờ mẹ bay không ăn được đâu khuyết giả vâng nhưng cũng chẳng thể nuốt nổi sau khi bình tĩnh lại những người đến xem vì tò mò cũng dần tản đi chỉ còn lại vài người thực sự thương mẹ con cậu ở lại Khuyết nắm chặt tay bà Ba Hiền Giọng run run hỏi Bác Mẹ con bị sao vậy? Ai đánh mẹ con hả? Nghe vậy mụ tám liền đáp lời Trước khi bà Ba Hiền kịp nói Mẹ mày chưa bị con mụ vui thịt heo đánh chết là may rồi Cả làng ai cũng biết chuyện mẹ mày đi ve vãn chồng người khác Sáng nay á khi mụ vui vừa gánh thịt rời khỏi nhà, mẹ mày lén lút đến. Không may mụ quên con dao. Quay lại thì thấy lão chồng đang giấu miếng thịt ngon gói vào lá chuối để đưa cho mẹ mày. Đấy, mày bảo như thế có phải là mèo mã gà đồng không? Cụ Quế nghiêm nghị cắt ngang. Cô Tám, cô không về lo cơm nước đi. Chuyện còn chưa rõ ràng, cô đừng đẩy sự việc đi xa nữa. Ánh mắt uy nghiêm của cụ Quế khiến mụ Tám sợ hãi xin phép ra về. Không lâu sau cụ Quế và những người còn lại cũng rời đi. Trong căn nhà lụp sụp, ánh đèn dầu leo lét. Khuyết đỡ mẹ ngồi dựa vào vách bưng bát cháo nóng hồi từng muỗng đút cho cô Hoa. Mẹ có đau lắm không? Còn biết mẹ không giống như những gì họ nói đâu. Mẹ đừng khóc nữa, ráng ăn đi cho mau khỏe. Cụ Quế cho nhiều gạo lắm, mai còn nấu cho mẹ ăn nhé. Cô Hoa không đáp lại từng muốn cháo nghẹn đắng trong cổ họng. Cô nhìn con bằng ánh mắt đầy hối hận, tự hỏi bản thân bao năm qua cô đã làm gì. Nó thường cô đến vậy mà cô lại hành hạ đối xử tàn nhẫn với nó. Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi. Cô ôm lấy khuyết vào lòng, kêu ôm mà suốt bao nhiêu năm đứa trẻ ấy đã khao khát có được. Nút thắt trong lòng cô cuối cùng cũng được tháo gỡ. Cả hai mẹ con ôm nhau trong niềm mừng tuổi. Cô sẽ bù đắp cho nó sẽ làm tròn bổn phận của một người mẹ mà lẽ ra cô đã phải làm từ lâu. Vài ngày sau, cô Hoa khỏe dần và cụ Quế vẫn thường xuyên sang thăm. Cụ ngỏ ý muốn nhận Khuyết làm con nuôi, nhưng cả hai mẹ con đều từ chối. Khuyết rất biết ơn cụ Quế và không quên lời hứa sẽ học đạo Pháp, dù trong lòng cậu vẫn còn mơ hồ về điều đó. Sáng hôm đó, Khuyết sách xô đi ra mé sông Trời tạnh ráo, cậu định bụng lội xuống mò ít hến về nấu cháo cho mẹ. Chầm mình trong làn nước lạnh, khuyết vui mừng khi bắt được kha khá. Nếu có nhiều, cậu sẽ đem ra chợ bán lấy gạo. Khi cậu đang ngụp lặn dưới nước, bất chợt nghe tiếng các bà cô đi làm đồng về hét lớn. Trời ơi, lũ trẻ kia, có thấy trời sắp bão không mà còn tắm sông? Đang tháng bảy cô hồn đấy, không sợ ma ra kéo chân à? Khuyết ngẩng lên nhìn Thấy bọn mình béo vẫn đang thi nhau tắm sông Bất chấp trời sắp đổ mưa bão Gió bắt đầu nổi mạnh Kéo theo những đám mây đen cuồn cuộn Cùng với những tia chớp lóe sáng cả một vùng trời Nhanh chóng bơi lên bờ Khuyết định rời đi nhưng bất ngờ nghe tiếng kêu cứu nhau nhau của bọn trẻ Thằng Minh Béo đang chơi với giữa dòng sông mặt tái mét Không đứa nào dám bơi ra cứu nó Lòng sông bình thường hiền hòa nay lại dữ dội và đáng sợ khuyết nhảy xuống bơi về phía minh béo nhưng khi gần đến nơi ký ức về những lần minh béo bắt nạt xỉ nhục mẹ con cậu hiện về khuyết phân vân một lúc nhưng rồi đập tan ý nghĩ xấu trong đầu cậu bơi nhanh hơn để cứu minh khi khuyết cố kéo minh béo lên cậu bất ngờ thấy có thứ gì đó lạnh lẽo nhớp nháp bám chặt lấy chân minh cậu lặn xuống và kinh hãi khi nhìn thấy một con ma ra, đúng như những gì cậu từng nghe kể đang bám chặt vào chân minh khuyết sợ chết khiếp nhắm mắt niệm phật và một luồng sáng xanh từ trán cầu bay thẳng vào vong ma cùng lúc đó cậu kéo minh béo lên mặt nước gom hết sức lực và bơi nhanh vào bờ cơn mưa nặng hạt bất chợt trút xuống xối xả nghe thấy tiếng kêu cứu của lũ trẻ vài người lớn nhanh chóng chạy tới và khiêng cả hai đứa vào nhà cụ quế tin tức được báo ngay cho gia đình bà vui bán thịt và cô Hoa. Họ tức tốc chạy đến để xem tình hình con mình. Vừa tới nơi, bà vui chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, đã lao vào túm tóc cô Hoa, miệng mắng trời om sòm. Bà con làng nước xem này, trời ơi khổ thân tôi. Còn tôi ơi, sao lại chơi với cái loại người như mẹ con nhà này? Phá nát hạnh phúc gia đình tôi không được. Giờ con quỷ cái này sai con nó hại chết con tôi. Ôi trời đất ơi khổ thân con tôi, nếu còn tô có mảnh hẻ gì tôi sẽ giết chết hai mẹ con mày. Chỉ có thôi đi không? Cụ Quế quát lớn giọng đầy uy nghiêm. Cả hai đứa nhỏ vừa thoát chết, chỉ còn nói xui xẻo gì thế? Đứa nào tắm sông với thằng Minh, ra đây cho cụ hỏi chuyện. Thằng Cò, người vẫn còn run bẩn bật vì rét, được mẹ nó đẩy lên phía trước, mẹ nó khẽ rỗ dành. Cò, con kể đầu đuôi sự việc cho cụ Quế và mọi người nghe đi con. Sau khi thằng Cò thuật lại đầu đuôi câu chuyện, bà vui thẹn quá chỉ biết ngồi lại bên thằng Minh, xoa tay nắn chân cho con. Ông vui, thay mặt vợ cúi đầu xin lỗi và cảm ơn mẹ con cô Hoa của mọi người đã giúp cứu sống con ông. Dạ thưa cụ, thằng Quyết bao giờ mới tỉnh lại à? Cô Hoa run giọng mắt đẫm lẻ hỏi cụ Quế chừng nửa canh giờ nữa là cả hai đứa nhỏ đều tỉnh lại Nhưng mọi người nhìn xem này cụ quế vén chiếc chăn đang đắp cho minh béo để lộ ra vết hẳn năm ngón tay đen kịt trên cổ chân mụ vui thấy thế liền lấy khăn lau miệng lẩm bẩm cái thằng này sao mà bẩn thế lau mãi không ra mày mà tỉnh dậy thì no đòn với tao đừng lau nữa đấy không phải vết bẩn đấy là dấu tay của con ma ra dưới sông nó kéo thằng nhỏ xuống để thế mạng ta đã cảnh báo bao lần rồi tháng bảy âm là tháng xá tội vong nhân ma quỷ dưới âm phủ và những vong hồn chết oan đầy rẫy mọi người phải cẩn thận chỉ chậm thêm chút nữa thôi thằng mình đã nằm dưới đáy sông lạnh lẽo rồi ai nấy đều sợ hãi đặc biệt là bà vui và cô hoa vậy bây giờ phải làm sao thưa cụ bà vui lắp bắp hỏi Trước mắt cứ để hai đứa nhỏ ở lại đây ta theo dõi Oan hồn con ma nước chắc chắn sẽ không tha cho tụi nhỏ dễ dàng Mọi người về nhà nhớ nhắc nhở con em Phải tránh những nơi tích nhiều âm khí Tối đến phải đóng cửa cẩn thận Không ra ngoài khi gà chưa gáy Cụ Quế dặn dò rồi sai Nhật Hạ lấy bùa bình an phát cho mọi người Sau khi mưa ngớt họ dần ra về Trong căn nhà cụ Quế Mùi hương trầm nhẹ nhàng thoảng qua, Khuyết và Minh Béo tỉnh dậy, kể lại những gì chúng đã trải qua. Cụ Quế chậm ngâm vuốt tròm râu bạc, khẽ mỉm cười. Đêm nay hai đứa hãy ngủ lại đây, ta sẽ lo liệu mọi chuyện. Khuyết và Minh Béo không có ý kiến gì, chỉ biết nghe theo sắp đặt của cụ Quế. Nằm trên tấm phản, Minh Béo chẳng chọc không sao ngủ được. Nó quay sang thì thầm với Khuyết. Ê, mày ngủ rồi à? Dậy nói chuyện chút đi mặc cho nó lăn lộn, khuyết vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Càng về khuya trời càng trở lạnh, mình béo đang lim dim thì bỗng một làn xương trắng đục, kèm theo mùi hôi thối và thẳng vào mặt. Bực mình, nó định quay qua mắng khuyết nhưng khi nhìn lại, khuyết vẫn đang cuộn chặt trong chăn và ngáy đều đều. Mình béo tự chấn an bản thân rằng mình chỉ đang ảo giác vì mệt mỏi, rồi quyết định dịch chăn gối lại gần khuyết để ngủ cho an tâm. Lạnh quá, bỏ cái tay ra thằng chó. Đừng tưởng cứu tao một mạng rồi dở trò biến thái nhá. Tao đập chết mày bây giờ. Mình béo mở trừng mắt định hù khuyết, nhưng rồi nó chết đứng. Miệng nó cứng đờ không thể phát ra âm thanh nào. Ngay trước mặt nó gương mặt méo mó, đôi mắt lồi đỏ lẻ của con ma dưới sông hiện ra. Cái miệng nhăn nhở của con ma phát ra tiếng cười lạnh gáy. Bắt được rồi. <laughs> Ta bắt được rồi nhé. Đi, đi với tao Ra sông tắm với tao Con ma túng chặt lấy cổ tay Minh Béo toàn kéo đi Mày cười gì nghe ghê vậy Đêm khuya mà còn không cho ai ngủ à Khuyết lờ mơ ngồi dậy Rủi mắt Trời ơi Sáng nay gặp ma chưa đủ hay sao Mà giờ còn hóa trang thành ma nước nữa <laughs> chồng cũng giống đấy Áo trắng tóc dài chuẩn bài luôn Khuyết cười nhỏ sợ làm phiền giấc ngủ của cụ Quế và Nhật Hạ, Khuyết nhanh như sóc nhảy xuống phản định giật mái tóc giả của Minh Béo đội lên đầu mình, nhưng khi tay cậu xuyên qua tóc như thể không khí, Khuyết mới nhận ra điều bất thường. Còn mà quay ngoắt lại túm chặt lấy cổ cậu siết mạnh, nó muốn giết cậu, kẻ đã nhiều lần cản trở nó tìm người thế mạng. Mắt Khuyết dần tối lại gần như tắt thở. Đúng lúc đó căn phòng bừng sáng. Cụ Quế cầm kiếm gỗ Lầm dầm niệm chú và chém thẳng vào con ma Khiến nó bật ngựa xuống đất Nhật Hải nhanh chóng kéo Minh Béo lùi về phía sau Và quất mạnh roi dâu vào con ma Cụ Quế bảo cả ba đứa trẻ lại ngồi cạnh mình Nhật Hạ pha trả lại rót mời ông ngoại Rồi đưa khuyết một ly Khi tới lượt Minh Béo cô dừng lại Minh Béo cất giọng ấm ức Cho anh mày xin miếng nước đi Khăn hết cả cổ rồi Phạch lối thế mà cũng biết uống nước à? Nhật Hạ trầm trọng. Mình béo tức lắm, nhưng không dám ho he gì vì đang ở nhà cụ Quế. Cụ Quế khẽ hắng giọng. Nhật Hạ, không được ăn nói như thế. Đót nước cho anh đi. Cụ nhấp ngụm trà nhỏ, mùi hương hoa lại khiến ai nấy đều thấy dễ chịu. Khuyết bén lén hỏi. Cụ ơi, có phải mọi chuyện vừa rồi đều nằm trong tính toán của cụ không ạ? À? Cụ Quế cười hiền từ đáp Sao con biết Dạ Vì cả làng này ai chẳng biết cụ tài giỏi Nếu vong ma mà vào được nhà cụ Thì chắc chắn là cụ cố ý Khá lắm Còn thông minh đấy Tài pháp của ta không cao siêu như mọi người đồn thổi đâu Nhưng việc ta cố ý để nó vào nhà Là đúng Khi thấy dấu tay ma ở cổ chân thằng Minh Ta biết chắc nó sẽ không dễ dàng bỏ qua Chính vì thế ta mới giữ hai đứa ngủ lại đây để dẫn dụ nó, rồi thu phục, tránh hậu họa về sau. Vậy cụ đã diệt nó rồi đúng không ạ? À? Mình béo hỏi dồn. Không, ta chỉ thu nó vào chiếc bình xứ. Có thời gian ta sẽ mang lên chùa nhờ các sư thầy cho nó ngày ngày nghe kinh Phật sám hối. Nhật Hà và Khuyết đều say mê nghe những lời giảng giải của cụ Quế Riêng chỉ có Minh Béo là gật gà gật cụ ngủ quên từ lúc nào không hay. Trời chưa sáng tỏ, bóng dáng ba người ông bà vui và cô Hoa đã lóng ngóng trước hàng hoa giấy nhà cụ Quế. Cả đêm qua họ cũng chẳng tài nào ngủ nổi vì lo lắng cho con mình. Nhật Hạ vươn vai, lộn nhào mấy chục vòng từ hiên nhà ra tới tận cổng, mở cửa cho các bác vô. Thấy con mình khỏe mạnh tỉnh táo, ông bà vui và cô Hoa mừng lắm. Họ cảm ơn cụ Quế ríu rít Ngồi nói chuyện chừng 10 phút Ông bà vui cũng xin phép về cho kịp ra chợ Riêng mẹ con cô Hoa được cụ giữ lại bàn chút chuyện Lần này không cần cụ mở lời Mà Khuyết đã tự xin cụ và xin phép mẹ trước Trải qua chuyện đêm qua Cậu thấy bản thân mình rất có hứng thú về giới tâm linh Cậu cảm thấy trong người mình có luồng sinh khí mạnh mẽ Luôn thôi thúc mình phải theo học đạo Pháp Chỉ ít là có thể tự bảo vệ mình bảo vệ mẹ và tất cả mọi người tránh khỏi những thứ không sạch sẽ tà ma ngoại đạo. Cụ Quế mừng rỡ đồng ý ngay lập tức. Cô Hòa đắn đo suy nghĩ nhưng đội cũng nghe theo ý con mình. Cứ vậy, Khuyết chính thức trở thành đồ đệ thứ ba của cụ Quế cùng với Hữu Toàn và Nhật Hạ. Sau khi bấm quẻ chọn ngày, cụ quay sang nói với mẹ con chị Hoa. Nhận đệ tử không phải chỉ nói miệng như vậy là xong ta đã chọn ra được ngày lành hợp với mệnh của cả ta và trò khuyết tới lúc đó ta sẽ làm một cái lễ nho nhỏ cho nó được ra mắt tổ nghiệp mong được các vị khuất mặt khuất mày che chở đúng giờ ngọ hai ngày nữa hai mẹ con chị hãy qua đây cô hoa giả vâng được cũng chào cụ quế ra về vừa đặt chân tới ngõ cả hai mẹ con đều bất ngờ khi thấy ông vui trên tay cầm sâu thịt heo tươi rói đang nhìn về phía mình Tôi chờ hai mẹ con chị nãy giờ Bác cầm về đi kẻo vợ bác lại hiểu lầm tôi Trước đây tôi cảm ơn bác rất nhiều Bác cho tôi thịt mang về cho khu khuyết ăn Mà tôi tồi quá Những lần ấy đều mang đi đổi lấy tiền nướng và cờ bạc Tôi đã phụ lòng tốt của bác và đối xử tệ với con mình Mẹ con tôi giờ rau cháo nuôi nhau qua ngày Nhưng rất hạnh phúc Bác mang về đi Cho thì cầm đi Là tôi bảo ông mang qua đấy còn chị đã cứu con tôi một mạng, tôi là tôi hay sồn sồn thế thôi chứ phải trái tôi vẫn biết phân biệt những uh, hiểu lầm trước đây chị cho tôi xin lỗi thì uh, cũng bởi người ta dèm pha nhiều quá với chị khi ấy cũng có tốt đẹp gì nên tôi mới nghĩ xấu cho chị bà vui bất thình lình từ đằng sau đi lại chỗ ba người chất giọng tuy có chút chanh chua nhưng lại rất chân tình nghe những lời đó khiến cô Hoa dừng dừng nước mắt Khuyết theo học Pháp nhà cụ Quế cũng đã gần được một tuần trăng. Cô Hoa cũng được ông bà Ba Hiền, bố mẹ hữu toàn nhận vào làm vườn kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống của Khuyết tốt lên rất nhiều so với trước kia. Có hữu toàn, có nhật hạ bầu bạn, có cụ Quế tận tình chỉ dạy, có ông bà vui yêu quý, có gì ngon cũng để phần cho. Đặc biệt là có được tình yêu thương vô bờ bến từ mẹ. Chỉ nghĩ tới đó thôi là khóe miệng nó bất giác cười rồi. Tương tư ai mà cười hiếp hết cả mắt lên thế Nhật Hạ tinh nghịch bám lấy một cành xoan đào Lấy đà bật ngược lên ngồi cạnh khuyết Này cậu với Hữu Toàn không sang nhà thầy đồ học hả? Khuyết không trả lời câu hỏi của Nhật Hạ Mà hỏi ngược lại cô Học chữ không thú vị gì cả Đủ để biết đọc biết viết là đủ rồi <laughs> Nhức đầu chóng mặt lắm Chữ nghĩa chỉ có Hữu Toàn đam mê thôi Chứ với tôi nó không hứng thú Vậy à? Ừ, cậu hay thường leo lên đây ngồi hả? Khuyên khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn về phía trước. Từ trên cây xoan đào cao lớn cả một khoảng đồng ruộng xanh rì hiện ra trước mặt. Khuyết quay sang nói với Hạ. Cậu hãy làm theo lời tôi nói nhé. Bảo đảm sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Cô ngạc nhiên xem chút tò mò nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được, thế chúng ta bắt đầu nha. Cậu hãy nhắm mắt lại Cậu có nghe thấy tiếng gió không? Tiếng gió nhẹ nhẹ mang theo mùi hương sữa từ đồng đồng đang chỗ Và cả tiếng chim sâu đang hót líu lo trên những tán xoan đào này nữa Cậu hãy mở mắt từ từ, chậm thôi Nhật Hạ không kiềm được cảm xúc mà thốt lên ngay sau khi mở mắt Tuyệt quá, tôi cảm nhận được Đẹp quá, những thứ này vẫn luôn tồn tại Tại sao tới tận bây giờ tôi mới được trải nghiệm là vì cậu có bạn còn tôi thì không với tôi niềm vui an ủi tâm hồn mình trước đây chính là cảnh sắc bốn mùa thiên nhiên tươi đẹp này nhật hạ lặng người trước câu nói ấy bình thường cô rất hay bắt bẻ và đối đáp cho tới cùng khi nói chuyện với mọi người vậy mà hiện tại cô chỉ có thể lặng im trước câu nói của khuyết sao im lặng vậy cậu không nói gì khiến tôi không quen đấy đang thương cảm cho thằng nhóc tội nghiệp như tôi à tôi không thích thương hại đâu với đó cũng là chuyện trước đây thôi hiện tại tôi đã có rất nhiều người yêu thương rồi được làm bạn cùng cậu và hữu toàn khiến tôi thấy rất vui và hạnh phúc không để cô trả lời khuyết nhảy từ trên cao xuống mặt đất cậu quay lưng đi về hướng nhà mình tôi về trước nhé lát nhật hạ về cẩn thận cứ thế bóng lưng cậu xa dần xa dần rồi mất hẳn ngồi ngắm nhìn tận hưởng không khí trong lành đồng lúa xanh mướt đang dập dìu uốn lượn như một dải lụa lớn theo từng cơn gió đầu óc trống rỗng bao suy tư muộn phiền đều biến tan nhật hạ vui vẻ tận hưởng cái cảm giác khoan khoái này cho tới khi trời dần tắt nắng cô mới trở về nhà căn nhà khuyết hiện tại không còn siêu vẹo cô quạnh nữa mẹ con cậu trồng thêm mấy luống rau xanh vài khóm hoa mẫu đơn rực rỡ khuyết trong đèn ra cái chóng che cạnh đó mà ôn lại bộ chữ mà mấy nay cụ quế đã dạy cậu cứ thế ngâm nga nhân chi sơ tính bản thiện ngọc bất trác bất thành khí khuyết khẩn lại không đọc nữa cậu cảm nhận được có ai đó đang rình rập ngay khóm hoa mẫu đơn cái bóng to lớn in hẳn trên mặt đất bởi trăng đêm nay rất sáng nhanh như chớp cậu phi đến ngay chỗ kẻ đang thập thò mà tung cước liên hoàn Ui da, ui ui, đừng đánh nữa là tao, Minh, mình béo đây mà Khuyết giật mình nhìn kỹ lại, đúng là thằng Minh béo rồi Cậu đưa tay kéo nó đứng dậy rồi đi lại phía cái trống mà ngồi xuống Gớm nhỉ, đúng là đệ tử của cụ Quế có khác Mới theo học đạo thôi này đã võ công điều nguyện thế này rồi Bái phục, bái phục Mày không cần phải đá đều tao làm gì Sao có chuyện gì mà giờ này còn lén lút rình đập ở nhà tao Vào thẳng vấn đề chính đi Mình béo im lặng Nó đặt lên trống cái giỏ mây Mở ra bên trong là gói xôi được bọc bằng lá sen đang còn ấm nóng Và một cái hộp thiếc rất đẹp Tao định hồ xem pháp sư tập sự có giật mình không ấy mà Thôi thôi để tao nói Bà má tao sai tao mang sang biếu mẹ con mày Rồi hạt sen đấy mà tao mới đồ xong luôn thơm ngon béo ngậy ngất ngây lòng người ừ cho mẹ con tao gửi lời cảm ơn đến hai bác nhiều nếu không còn việc gì nữa thì mày về đi cũng muộn rồi chưa gì đã đuổi khách rồi mở cái hộp thiết ra xem thử đi quả tạ lỗi bằng cả tấm lòng của tao đấy tao biết chuyện trước đây tao gây ra cho mày khó có thể mà tha thứ từ bữa mày cứu sống tao một mạng tao cảm thấy xấu hổ thẹn vô cùng Mày tha lỗi cho tao nhé. Vừa nói Minh Béo vừa mở cái hộp thiết ra. Bên trong có hai cây bút lông và nghiên mài mực mới toanh. Đặt trước mặt khuyết, đặng Minh Béo nói tiếp. Tao nghĩ nó cần thiết cho mày sử dụng lúc này. Nhận nó đồng nghĩa với việc mày đã tha thứ cho tao. Bằng không, tao sẽ mãi sống trong giàn vặt mất. Được, tao đồng ý tha lỗi cho mày. Sau câu nói của khuyết, cả hai choàng vai bá cổ cùng nhau phá lên cười sảng sặc từ ngày qua nhà cụ quế học pháp khuyết vừa được dạy chữ dạy những thuật chú rèn luyện thân thể cô Hòa chăm chút cho bữa cơm hơn đầy đủ dưỡng chất nên khuyết nom có da có thịt hơn trước rất nhiều trong một lần gặp phải vong ác nó hành cậu sốt miên man ly bì cụ quế dùng đủ loại thảo dược ngại trừ tà nhưng vẫn không có tác dụng âm khí đi sâu vào lục phủ ngũ tạng khiến người cậu lúc nóng gian như lửa đốt lúc lạnh như tảng băng cô hoa và cải nhật hạ hữu toàn minh béo túc trực suốt cả ngày đêm may sao trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cụ quế được ông hai mộ báo mộng phương thức bí chuyển thập thất song đao dù chỉ là cơn mộng mị nhưng cụ quế rất có niềm tin rằng đây chính là cách duy nhất có thể giành giật lại sinh mệnh của khuyết Trời không phụ lòng người, sáng hôm sau khuyết tỉnh thật. Cậu ngọ ngoại tay chân cảm thấy lưng mình đau nhói, như có con gì cào cắn. Ngứa, đau, đau quá. Mọi người mừng rỡ khi cậu đã tỉnh. Hữu Toàn, còn mau tháo băng ra cho ta. Khi giải băng vừa được tháo xuống, cụ Quế giật mình đánh rơi cả lọ thuốc xuống đất. Cụ sợ mình hoa mắt, đưa tay lên tấm lưng trần của Khuyết. Những vết dao mới vừa khứa hôm qua này đã liền và đang trong quá trình ra da non. Cụ Quế, cụ Quế, thằng bé con tôi có sao không cô? Cô Hoa bồn trồn lo lắng vội đánh tiếng hỏi. Không sao đâu, âm khí trong người thằng bé đã được lấy hết rồi. Nhật hạ, còn mau lấy hũ tàn hương ta để trên bàn thờ xuống đây. Cụ Quế đổ cho ra lòng bàn tay, xoa đều rồi bôi khắp lưng khuyết. Cho đi tới đâu khuyết dễ chịu khoan khoán tới đó Cảm giác ngứa ngáy châm trích biến mất Cậu thôi rên rỉ Ai nấy đều ngạc nhiên Tám năm sau Ngoài triển đê Trên thảm cỏ xanh mát rượi Bóng lưng một cô gái với mái tóc đen nhánh suôn dài Đang thả hồn theo từng áng mây hồng lượn lơ trên bầu trời Tức cảnh sinh tình cô ngâm nga bằng chất giọng trong trẻo Trời thả vài vạt nắng len lọi vào lòng tôi, bùng cháy rồi vụt tắt, hoàng hôn kia tan rồi. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, Nhật Hạ giật thót mình quay lại nhìn, hóa ra là Khuyết. Cậu tới đây từ lúc nào đấy? Cũng mới thôi. Ờ, à, um, hoàng hôn chiều nay đẹp quá khuyết nhỉ. Khuyết gật đầu, ánh mắt phóng tầm nhìn về phía chân trời xa xăm, miệng mấp máy định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi đẹp Như nhật hạ nhà chúng ta vậy đúng không Hữu Toàn Giọng nói vừa rồi là của Minh Béo Nó cùng Hữu Toàn tay sách nách mang cơm man Nào là bánh trái từ xa đi tới Nhật hạ đỏ ửng mặt cô ngại ngùng Đừng có dỡ nữa mà Bốn đứa trẻ năm nào giờ đã trở thành những cô cậu thanh niên xinh đẹp cao lớn Suốt những năm qua chúng cùng nhau trưởng thành Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui dàng cánh tay nằm dài trên thảm cỏ hít hạ mùi hương đồng gió nổi đám trẻ ngày một lớn cụ Quế ngày càng già đi trông yếu hẳn mấy này trời trái gió cụ ốm miết Nhật Hạ ngày đêm thuốc thang chăm sóc ông ngoại nhưng cũng không mấy khả quan biết mình không còn sống được bao lâu nữa cụ sai Nhật Hạ dìu mình ra gian thở ở phòng khách sẵn có hữu toàn và khuyết đang túc trực chăm sóc cụ kêu cả ba ngồi xuống bộ ghế mà dặn dò Ta hiện tại như ngọn đèn treo trước gió Vụt tắt lúc nào cũng không hay Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử Cuộc đời ta sống đến chừng này tuổi cũng đã là quá nhiều rồi Này các con đều đã khôn lớn Những gì ta biết được cũng đã truyền dạy hết Mong sao các con luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau Dùng những gì học được giúp đỡ cho người, giúp đỡ cho đời Và còn một chuyện rất hệ trọng mà ta cần các con phải khắc cốt ghi tâm phải nhớ lấy ta mới có thể an lòng nhắm mắt xuôi tay khu mộ cổ các con nhớ thường xuyên phải nhang khói quét dọn không được để ai khai phá di rời xâm phạm nhớ kỹ nghe chưa dạ chúng con nhớ rồi ạ khuyết con vào trong phòng ta bưng cái hòm gỗ ra đây cụ quế thều thào yếu ớt khuyết nhanh chân vác ra một cái hòm gỗ lớn trong đây là toàn bộ pháp khí bùa chú Này ta để lại cho ba đứa Nhớ dùng nó cứu người Chạm yêu trừ ma Biết chưa Cụ đun đun nắm lấy tay khuyết Sứ mệnh của con đất lớn Đừng lầm đường lạc lối Đừng phụ lòng ta Và người bạn tri kỷ của ta Hết thầy ba đứa đều khóc òa lên Mình béo đứng ngoài cửa nãy giờ Không kiềm được cảm xúc mà nhào vô Trên vai vẫn còn đang treo mấy gói trả lại nước mắt nước mũi tèm lem. Cụ chơi không đẹp tí nào, qua cụ bảo cụ thèm bát trả lại, nay còn tìm mua mang sang cho cụ, mà cụ nỡ lòng nào không dặn dò gì con cả. Cụ không coi con như con cháu cụ rồi. Cụ quế miệng mặn đắng, nén đau trong lòng mà cố cười. Từng nếp nhăn cứ thế xô vào nhau, trông khắc khổ vô cùng. Mình béo đấy à? À không, mình thôi, Cụ có quên con đâu, cụ cũng có quả cho con đây. Nhật Hà, con lấy cái chuông trên bàn thờ xuống cho ông đi con. Rúi vào tay mình béo, cụ gắng gượng từng chữ một. Đừng nghĩ nó là cái chuông bình thường. Chỉ cần con lắc nó liên tục, những thứ không sạch sẽ xung quanh con sẽ không thể nào đến gần và tiếp cận con được. Giữ cho kỹ mà phòng thân lỡ. Cậu nói còn đang giang dở, cụ quế mắt nhắm nghiền, tay buông thõng cụ đi thật rồi. Không phải máu mù ruột thịt, nhưng cái ơn cái nghĩa của cụ Quế khi còn sống đối với mọi người khiến ai ai cũng khóc thương. Ngày đưa cụ ra bãi tham ma người đông vô số kẻ, Nhật Hạ khóc ngất, cô Hoa phải chăm sóc hơn tuần lễ tinh thần mới phấn chấn lên đôi chút. Nén đau thương vào trong lòng, khuyết và hữu toàn chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để lên làng thượng bắt ma ghé qua nhà Nhật Hạ thắp cho cụ Quế nén nhang. Chuyến đi này không có Nhật Hạ theo cùng vì cô phải ở nhà cúng thất cho cụ Quế. Ông bà Ba Hiền và cô Hoa chuẩn bị ít lương thực đi đường cho cả hai. Vì làng thượng cách làng vĩ cả mấy ngày đường, người làng bên đó nghe danh sư đồ cụ Quế pháp lực cao siêu nên đã cấp tốc chạy đến cầu cứu. Nghe đầu có người mới chết đào mồ sống dậy, người nhà cố chấp u muội không nghe lời khuyên ngăn của trưởng làng. Để nó hóa thành thi quỷ ăn sạch gia súc, phá hoại mùa màng của bà con. Tình trạng này nếu không kịp thời thi pháp, e rằng chỉ ít hôm nữa người dân trong làng sẽ bị nó giết hại. Dặn dò mẹ ở nhà cửa nẻo cẩn thận, khuyết khăn gói lên đường cùng hậu toàn và người làng thượng ngay trong đêm. Chỉ còn độ chục bước là ra khỏi cổng làng, nơi gốc đa to sừng sững vươn mình trong ánh trăng cả ba khựng lại anh tèo làng thượng vội nép vào sau lưng khuyết tay bấu víu vai anh giọng điệu run rẩy sợ hãi thầy ơi hình như làng thầy có ma anh đừng sợ đấy không phải là ma đâu tôi không thấy âm khí phát ra từ kẻ đó khuyết trấn an mắt anh nhìn qua hữu toàn cả hai đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu Tôi nghĩ phần lớn là cướp đấy Sau lưng gã cặp sao bầu sáng trưng thế còn gì Tốt nhất lát nữa nếu chúng tôi xông lên phản kháng Thì anh nên tự thân chạy trước đi Đào kiếm không có mắt đâu Hữu Toàn nói nhỏ Đủ để cho anh Tèo nghe Khuyết nói lớn Đêm tối muộn Cho hỏi Ai đang còn đứng đợi chờ ai nơi đồng không mông quạnh thế này Rất nhanh giọng nói khản khàn như vịt đực đáp lại để lại tiền rồi phán bằng không cho tao xin nhẹ cái đầu tiền tụi này không có nhưng đầu thì không thằng bạn tên minh của tụi này có cái đầu to lắm đằng ấy có muốn thì tụi này cho mà mẹ mày cái thằng kia đầu mày đâu sao không lấy đi lấy đầu tao bạn biết trả bè dẹp dạ, mẹ hết luôn đi khuyết cười phá lên không giả giọng như con vịt đực nữa hả minh béo chợt nhận ra vai diễn tướng cướp của mình đã bị lộ tẩy minh béo nguôi giận vì biết những lời trước đó chỉ là khuyết cố tình nói cho cậu hạ màn sáng nay không đến tiễn tuổi này nên thấy có lỗi chờ sẵn ở đây đưa quà cáp hả đây quà siêu to khổng lồ đây minh béo rằng rộng hai cánh tay hữu toàn cau mày Đừng nói là đòi theo tụi này đi nhá Không có được đâu, nguy hiểm lắm Bắt mà chứ không có phải bắt cướp đâu Loạn quạng à, nó nhai mất đầu như chơi Ờ, đừng khinh thường nhau thế chứ Đã xem nhau là bạn bè anh em phải đồng cam cộng khổ cùng nhau chứ Yên tâm đi Tôi có chuông đồng cụ Quế tặng sẽ không làm vướng tay vướng chân hai người đâu Trước một màn năn nỉ ỉ ôi của Minh Béo Hữu Toàn và Khuyết đành bất lực gật đầu đồng ý cho cậu ta theo. Suốt mấy dặm đường dài cả bốn người đều không nghỉ quá lâu, tranh thủ từng giờ từng khắc một. Vì gấp rút chạy đua với thời gian mà nhóm Khuyết đặt chân vào làng thượng sớm hơn dự kiến. Vòn vẹn hai ngày ba đêm, nơi đầy âm khí dày đặc, trong không khí mùi máu tanh nồng lợm rộng. Nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài kín mít mặc dù chỉ mới bắt đầu đến giờ rộng. Đi chừng mấy chục bước, anh Tèo dừng lại trước ngôi nhà gỗ, vừa gõ vừa gọi tên ông bản trưởng thôn của làng thượng. Người bên trong trần chừ một lúc rồi cũng mở hé cánh cửa ra nhòm. Nhóm người của Khuyết nhanh chóng bước vô rồi đóng sầm lại. Chưa kịp chào hỏi câu nào, ông bản đã quỳ sụp xuống văn lại ba người thằng Khuyết. Xin hãy cứu dân làng chúng tôi. Bao nhiêu tiền của, tài sản hoặc cả cái thân già này phải làm trâu làm ngựa hoặc chết đi tôi cũng đồng ý cậu xin các cậu mau mau diệt trừ con quỷ đang trú ngủ trong làng ông đứng lên trước đi tổn thọ chúng tôi mất khuyết vừa nói vừa đỡ ông bản dậy chuyện diệt trừ yêu ma chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình ông đừng quá lo lắng trước mắt ông hãy cho người tập trung hết dân làng lại đây nhớ kỹ trừ nhà có thi quỷ ra tôi sẽ để cậu minh đây đi theo hỗ trợ mọi người phòng trường hợp bất chắc. Khuyết nhìn Minh Béo nghiêm túc nói. Cậu mang theo ít bùa này phòng thân. Mặc dù hiện tại thi quỷ chỉ có thể ra ngoài vào giờ tí, nhưng vẫn phải cẩn thận là trên hết. Khi cần thiết hãy rung chuông, được chứ? Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Khuyết và Hữu Toàn lấy trong tay nải ra cuộn chỉ ngũ sắc và một cái lư bằng đồng. Cả hai cắt tay nhỏ máu đốt bùa thành cho rồi nhúng cuộn chỉ vào trong lư chấp tay niệm chú niệm đến đâu máu thấm vào sợi chỉ phát sáng đến đó cả hai đem chỉ răng khắp ngôi nhà dùng muối và gạo trộn lẫn vào nhau hữu toàn đem rải khắp sân chỉ chừa đủ một khoảng để dẫn đến chính giữa sân nơi được bày trận bát quái sẵn trong căn nhà ông bán hết thảy già trẻ lớn bé đều có mặt đầy đủ không sót một ai Thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, các em. Hôm nay anh em chúng tôi tới đây để giúp dân làng mình diệt trừ thi quỷ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Chúng tôi rất mong được mọi người phối hợp để có thể tăng khả năng giúp chính thắng tả Từ trong đám người một cụ ông lên tiếng. Chúng tôi quyết tâm đồng lòng diệt trừ cái ác dù có phải hy sinh cái thân già này đi nữa tôi cũng cam lòng, khuyết nhìn mọi người cười vang giòn vỗ vai những người đứng cạnh mình, thấy mọi người đồng lòng quyết tâm như vậy, chúng tôi rất vui và phấn khởi. nếu mọi người đã sẵn lòng như vậy, tôi xin được phép nhờ và lát nữa khi thi quỷ tìm đến đây, tôi và hữu toàn sẽ ra ngoài dẫn dụ nó vào trận pháp. mong mọi người ở trong này có nghe gì thấy gì tuyệt đối cũng không được phép mở cửa ra ngoài. Những thanh niên hãy giúp tôi cầm lá bùa này chắn ở các ô cửa. Ma quỷ thường hay đánh vào nội tâm yếu đuối của con người mà thao túng điều khiển. Mong mọi người vững lòng, đừng xa ngã gây ra hậu họa khôn lường. Trước lời can dặn của khuyết, mọi người hô to đồng ý. Ngồi trên mái ngói nhà ông bản, hữu toàn nhau mắt đăm chiêu, nhìn chằm chằm về khoảng sân tối đen như mực. Khuyết, Cậu nghĩ đêm nay nó sẽ xuất hiện chứ? Khuyết nằm ngửa, miệng ngậm cọng cỏ, tay chân dang rộng, vẻ mặt không cảm xúc. Nhất định sẽ xuất hiện. Linh cảm của tôi mách bảo không sai đâu. Trời nay đen quá nhỉ? Mặt trăng đi trốn, sao cũng chẳng buồn sáng. Giờ này cậu còn có tâm trạng ngắm sao trời hả? Hữu Toàn bất lực quay sang nhìn bạn mình. Khuyết không đáp lại, cậu ướn mình bật người đứng dậy miệng lẩm bẩm đến rồi đến rồi cùng lúc ấy gió trời nổi lồng lồng cây cối lay động và đập vào nhau tạo ra những âm thanh kéo kẹt phá tan đi bầu không khí u tịch vốn có của màn đêm càng tới gần tiếng thở phì phò mang theo mùi hôi thối của thi quỷ nghe càng rõ cánh cổng nhà ông bản chỉ bằng một cú đạp của nó đã đổ sụp gãy nát Khuyết cùng hữu toàn án binh bất động trên mái nhà Cái thầy ma nhảy cẫng lên Rồi lăn lộn trên mặt đất Khi đạp phải muối gạo mà cả hai đã rải sẵn trước đó Tiếng da thịt xèo xèo cháy khét như mùi thịt nướng Nó cầm rú lên không khác gì con hổ xa vào bẫy thợ săn Mình béo và những người bên trong da gà da vịt gai óc cưa thi nhau nổi Họ bấu biếu lấy nhau mà run lên cầm cập Ánh mắt tuy có phần sợ hãi nhưng vẫn ánh lên niềm tin chính đạo sẽ thắng tà mà từ trên cao khuyết và hữu toàn chớp thời cơ nó té nhào mà nhảy xuống cố tình vạch đường cho nó chạy vào giữa trận pháp cả hai phối hợp ăn ý dùng chỉ ngũ sắc thu hẹp trận pháp trói chặt thi quỷ sợi dây càng xiết con quỷ càng điên cuồng dùng sức chống trả những sợi chỉ trói quanh người nó tưa dần rồi đứt thành từng đoạn rơi trên mặt đất khuyết hét lớn nhanh né ra con quỷ này nó đã ăn máu người rồi hữu toàn dùng đinh ba ném tôi cây búa nhanh lên khuyết nhảy bổ lên vai con quỷ mình mẩy nó xù xì hai mạn vai xương nhô lên cao có cái đâm xuyên qua cả ống quần của khuyết cậu ghi thật mạnh con thi quỷ cứ thế vật lộn tìm cơ hội cắm chiếc đinh ba lên giữa đỉnh đầu nó khi chiếc đinh chuẩn bị cắm phập xuống tiếng la của minh béo khiến khuyết phân tâm trượt tay để mất cơ hội quý giá nhìn về phía hiên nhà minh béo trên tay cầm hai con dao bầu sáng loáng đang chắn trước cửa trước mặt nó là ba cái thây người máu me bê bết đầu tóc rũ rượi quay lại ít phút trước trong lúc hấu toàn và khuyết đang dốc sức siết chặt thi quỷ bên trong nhà nhóm người minh béo nghe tiếng đập cửa liên hồi kèm theo giọng nói thúc giục cướp gáp của khuyết mặc dù minh béo đã ngăn cản nhưng một vài người đứng cạnh cửa chính đã bị mê hoặc không phân biệt thật giả vội mở tung cánh cửa do cứ thế thốc vào bên trong mọi người cuống cuồng la hét vì nào có phải khuyết đâu bà cái thầy ma gớm ghiếc nhìn họ nhoẻn miệng cười Minh béo trở tay không kịp cậu lao lên dùng chân đá mạnh vào chúng rồi chắn trước cửa hét lớn người bên trong đóng cửa lại Lần thứ hai sau vụ ma ra kéo chân dưới sông được tiếp xúc với ma quỷ Mình béo vẫn còn run sợ lắm Nếu không muốn tan xương nát thịt thì cút đi Bằng không, tao sẽ băm vằm chúng mày như băm thịt lợn vậy Mình béo vừa nói vừa chém liên hồi vào ba cái thây Sau mỗi nhát dao là từng bộ phận trên thây rớt xuống Chúng lao vào cấu cắn Mình béo đến rách tơi cả áo Cậu chém nhiều lắm Nhưng coi bộ cũng chẳng xi nhê gì Cái thầy vẫn điên cuồng lao về phía cánh cửa Khuyết cùng hấu toàn Sau màn cắm trượt đinh Vội đội chiến thuật Người dưới đất người trên không Kẻ găm người nền búa Khuyết nhìn qua chỗ minh béo la lớn Chuông đồng Lấy chuông đồng ra đung đi Nhanh lên Như được nhắc bài Minh đưa tay xuống bên hông Cầm quả chuông lắc lên hồi Ba cái thầy ôm đầu đau quằn quại không dám lại gần. Mình béo thở phào nhẹ nhõm, thả hai con dao bầu xuống đất. Nó tạo dáng đủ kiểu để lắc chuông chiêu tức. Đối với thi quỷ, tiếng chuông của Minh Béo cũng phần nào làm nó suy yếu. Tận dụng cơ hội cuối cùng, hữu toàn đỡ khuyết nhảy bật lên cao, nhắm thẳng đỉnh đầu của thi quỷ mà cắm phập cây đinh ba xuống. Con quỷ hét vang trời, người xoay tứ hướng, Hữu Toàn dùng cây búa đồng Giáng từng cú thật mạnh Khiến cây đinh ba lút sâu vào bên trong Cả hai tay bắt ấn Miệng niệm khẩu quyết Từ trong đầu nó cây đinh Phát ra ánh sáng vàng rực Hút sạch quỷ khí rồi bay lên khung trung Chui tọt vào cái bình sứ Mà khuyết mở sẵn Cùng lúc ấy Bốn cái thầy ma ngã quỷ xuống đất Riêng cái thi quỷ Thịt nó tự lóc ra từng mảng Rồi bỏ lúc nhúc Khuyết chật lưỡi Phần hủy nặng quá rồi Đến khi chết thần xác còn không được yên Cậu quay sang chỗ minh béo Mắt đượm buồn nói với hữu toàn Dù đã lường trước điều này Nhưng không nghĩ rằng Có tận ba người bỏ mạng oan uống Mỗi người đều có số mạng riêng cả Ý trời sao mà tránh được Họ vì tình thân mà bỏ mạng Xuống dưới hoàng tuyền đoàn tụ cả gia đình Có khi lại là điều hạnh phúc hữu toàn vừa nói vừa điên lại chỗ minh béo đang đứng tần ngần mà lượm hai con dao bầu lên cậu vỗ vai minh béo an ủi sao đấy thấy cảnh như này hái hùng rồi à thôi nào đừng có đứng đần ra đấy nữa nhanh phụ tôi thu dọn chỗ này giờ họ cũng chỉ là những thi thể bình thường thôi chúng ta cần sắp xếp các bộ phận cơ thể họ cho hoàn chỉnh để vậy trông tội nghiệp đau đớn lắm sau khi diệt trừ thi quỷ thành công, nhóm người khuyết không về ngay mà ở lại giúp ông bản và dân làng chôn cất, cầu siêu cho gia đình xấu số đó. Tránh trường hợp mọi người chủ quan, không để ý kiên kỵ những điều như để linh miêu nhảy qua quan tài. Chọn giờ tốt, hướng tốt động quan. Những việc liên quan đến thế giới tâm linh cần phải cẩn trọng và tìm hiểu kỹ càng. Cũng đã gần một tuần xa nhà, xa làng Vĩ, đêm nay trong lúc cả bọn nằm nghỉ lấy lại sức sau một ngày đường mệt mỏi khuyết thấy lồng ngực mình nhói đau vô cùng cậu lăn qua lăn lại đau đớn khiến cả hữu toàn và minh béo để giật mình tỉnh giấc cả hai đỡ khuyết tựa lưng vào tấm nứa hữu toàn lôi ra trong tay nải lọ thuốc có tác dụng giảm đau lấy hai viên nhét vào miệng khuyết cố lên ổn rồi ổn rồi vừa nói cậu vừa kẹp hai tay khuyết sao cho không dãy giụa tầm một khắc sau khuyết cũng dần bình thường trở lại cơn đau cũng dần thuyên giảm cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng phụ của thuốc trong cơn mê man khuyết thấy mình cô đơn trơ trọi giữa không gian mênh mông rộng lớn cậu đưa tay dụi mắt cho tỏ vì khi ấy những làn xương trắng đục ngày càng bủa vây dày đặc bên trong thoát ẩn thoát hiện bóng người phụ nữ nhỏ nhắn mặc y phục trắng như tuyết mái tóc đen xóa dài Khuyết chạy theo cố với nhưng càng tiến, bóng dáng ấy lại càng xa. Khỏe mắt khuyết chớm rơi từng giọt lệ nóng hổi, cảm giác bất lực khó tả. Cậu cũng không thể hiểu tại sao khi nhìn bóng lưng ấy, cậu lại đau lòng đến vậy. Về tới làng Vĩ, họ không về nhà ngay mà ghé ra bãi Tha Ma, nhang khói cho cụ Quế, cụ Hai và khu mộ cổ. Đứng trước bãi Tha Ma cả ba khựng lại, mình béo thẳng thốt tay vô thức đập lên vai của hữu toàn và khuyết. Đám người đó không biết dây thần kinh có ổn định không. Làng ta không phải rộng lớn, nhưng cũng đâu thiếu chỗ cho họ thuê dựng tạp kỹ. Tớ sao lại chọn trước bãi tham ma. Thanh niên trai tráng như mình còn ớn lạnh, thì già trẻ trong làng mấy ai đi xem. Bộ đêm khuya họ cũng không sợ hay gì. Cậu nhìn xem những hàng ghế được sắp dày như thế, trên đất còn vương vãi rất nhiều giấy chắc hẳn tối qua rất đông, chứ không như chúng ta nghĩ. Khấu Toàn nhìn Khuyết rồi nhìn Minh Béo mà nói. Khuyết đưa tay đặt lên trước ngực mình. Chẳng lẽ nào đây là lý do khiến lồng ngực mình đau nhói? Mãi chìm trong những suy nghĩ không lời giải đáp, Khuyết không để ý trước mặt mình Nhật Hạ đã đến từ bao giờ. Chuyện bên làng thượng, mọi thứ ổn cả rồi chứ. Khuyết giật mình không giữ được thăng bằng, ngã chuối ra đằng trước cú ngã khiến toàn bộ cơ thể cậu đổ rạp lên người Nhật Hạ. Mặt áp mặt khiến trái tim cả hai như loạn nhịp. Nhật Hạ hai má ửng đỏ vội vàng đầy khuyết ra. Dưới sự giúp đỡ của Minh Béo, khuyết cũng màu chóng đứng dậy. Phủi mớ bụi dính trên quần áo, cả hai nhanh chóng lấy lại được cảm xúc nhất định. Đi, chúng ta nhanh vô thắp nén hương cho cụ Quế. Có chuyện gì về nhà rồi nói. Hấu Toàn lạnh lùng đi trước. Về tới nhà Nhật Hạ, mình béo kể lại sơ bộ chuyện ở làng thượng cho cô nghe. Sau đó cô cũng đem hết sự việc đã xảy ra ở làng trong lúc cả ba không có mặt. Ngày sau cái đêm mọi người rời làng, đoàn tạp kỹ Cố Long đã xin phép chủ đất và trưởng làng được lưu trú lại nơi đây biểu diễn phục vụ cho bà con cô bác. Theo như tôi quan sát thì ngoài việc chọn nơi chứa âm khí nhiều để cư ngụ lại, thì những ngày qua không có điểm nào bất thường cả bà con đi xem về khen ngợi rất nhiều cứ thế mặc dù đường đi tối tăm đêm muộn nhiều người vẫn liều mình đi xem vậy à được thế đêm nay chúng ta cùng đi xem thử được không khuyết nhìn một lượt cả ba người mà nói hết thảy mọi người đều gật đầu đồng ý ngày giây phút nhật hạ tiễn cả ba ra khỏi cổng ông bà ba hiền từ đằng xa chạy tới gương mặt mừng rỡ hữu toàn ôm chầm lấy cả hai mình béo sụt sùi lau nước mắt Nó cảm động quá Tự nhiên nó thấy nhớ ông bà vui kinh khủng Nhớ nhất là tiếng chửi xa xạ của mẹ nó Nó chào mọi người Rồi chạy một mạch về nhà Quyết quay sang hỏi ông bà ba Mẹ cháu vẫn khỏe chưa à Sáng giờ lù bù nhiều chuyện Cháu chưa có về nhà Mẹ cháu còn đang làm bên nhà hai bác không Đặng cháu qua cho mẹ cháu mừng Ông bà ba hiền mặt thẳng thốt Tỏ rõ sự ngạc nhiên Ơ à, không phải là cô Hoa đi theo tụi con à Khuyết nhìn hậu toàn rồi cả hai cùng đáp Dạ không Làm gì có chuyện đó Ờ Chứ sao sau khi tụi con đi được ba ngày Cô Hoa tới nhà xin phép được nghỉ làm mấy hôm Để qua làng thượng tìm tụi con Chúng ta đã dùng hết lời lẽ để can ngăn Nhưng một mực cối đều không nghe Cô bảo là thấy lo lắng cho thằng Khuyết nên không kịp nghe bà Ba Hiền nói hết câu Khuyết cảm ơn rồi gấp gáp chạy một mạch về nhà Căn nhà đơn sơ tràn đầy sự ấm cúng Này trở lên lạnh lẽo hưu quạnh Luống rau cải non xanh Vài bữa trước này đã trổ bông cao Khuyết gọi mẹ trong vô thức Từng cơn gió cứ thế lùa qua Mát cả dòng nước mắt đang chảy trên mắt cậu Khuyết điên cuồng lao ra ngoài chợ Ai ai cũng lắc đầu Không biết Khuyết buồn bã tuyệt vọng Cậu lo lắng không biết mẹ mình đã đi đâu Khắp cả cái làng thượng mẹ cậu đâu đến tìm Cả trên đường cậu về cũng đâu bắt gặp bà Ngồi phịch xuống nền đất trong bất lực Mày tìm làm gì cái ngữ ấy Chắc lại ngựa quen đường cũ Chứng nào tật nấy gom hết tiền tích lũy Suốt mấy năm qua đi đánh bạc ở đâu rồi Hoặc cũng có thể phải lòng thằng già nào đó Cuốn đồ bỏ xứ theo nó chăng Thôi giờ cũng lớn đủ lông đủ cánh thành thầy bắt ma nổi tiếng rồi cần gì tìm con mụ lăng loàng ấy nữa mụ tám hớt cố ý nói lớn cho hết thảy mọi người ở đó đều nghe khuyết quát lớn bà im đi mẹ tôi không phải loại người như thế à cái thằng này láo nhỉ bà đây chỉ muốn tốt cho mày mới đưa ra những lời khuyên ngăn chân tình thế mà mày còn dám quát kêu tao im à hả hả đúng là mẹ nào con nấy mà Mụ tám cứ thế hai chân giang rộng, hai tay trống nạnh, cái miệng không ngừng chửi rủa nước bọt bắn tứ phía. Mọi người nhao nhao kéo lại xem ngày một đông. Bỗng tiếng chửi rủa im bặt gương mặt mụ tám dính đầy máu me. Mụ đưa tay vuốt lên mặt, mùi tanh nồng sọc lên mũi. Ai? Là đứa nào? Đứa nào to gan dám tạt máu lợn lên người bà hả? Mụ tám điên tiết gào hét. Từ trong đám đông bà vui tay sách con dao bầu bự trắng Thằng Minh cầm nguyên cái xô còn dính đầy máu lợn Bà vui thét như lửa Con vui thịt lợn đây Sao? Mụ muốn làm gì tôi? Là tôi kêu thằng Minh nó tạt vào mặt mụ đấy Đầu hai thứ tóc đến nơi rồi còn đi đâm đặt nhiều chuyện sĩ vã người khác Bà thì có khác gì tôi mà ở đó triết lý dạy đời Xưa chẳng phải bà còn đánh con mẹ nó xém chết à? Mụ vui gần cổ cái lại đúng là trước đây tôi cũng từng như chị nhưng chị xem tôi đã biết sai và đang sửa chữa cho những sai lầm những phát ngôn sốc người của mình tôi mong chị cũng vậy hãy nhìn nhận lại bản thân mình và nhìn vào những mặt tốt của mẹ con cô hoa còn nếu chị tiếp tục hồ đồ thì đừng trách mẹ con tôi mụ tám khiếp vía khi nhìn thấy con dao bầu trong tay bà vui đang vung lên thẳng trời mụ la ý oái rồi xách dép mà bỏ chạy đừng lo có bác có thằng minh nó sẽ tìm phụ cháu đi chúng ta về nhà thôi minh và bà vui cứ thế dìu khuyết dậy đưa cậu về nhà mình cả ngày hôm đó cậu uất ức trong người ho nôn ra rất nhiều máu việc đi xem tạp kỹ tạm dừng lại cả nhóm minh hữu toàn và nhật hạ đều hết lòng chăm sóc ông bà vui giữ khuyết ở lại nhà mình ít hôm nhưng khuyết một mực từ chối cậu sợ mẹ mình lỡ về không thấy cậu đâu Trước sự cố chấp ấy, họ đành để Minh Béo qua ngủ cùng cậu. Mới vài ngày mà trong cậu tiểu tụy, máu từ cuốn hỏng cứ trào ra sau mỗi lần ho khan. Nhật Hạ thường xuyên lui tới thuốc thang cơm cháo cho cậu. Ông bà vui và Minh Béo nghe ngóng khắp nơi, dò hỏi tin tức của cô Hoa nhưng cũng chẳng có kết quả. Tiết trời mùa đông lạnh ngắt, những khóm hoa mẫu đơn lâu ngày không người sang sóc, thêm cái rét chỉ còn lại những nhành trụi lủi nhật hạ bưng tô cháo nóng hổi đặt xuống tấm phản gỗ cậu dậy ăn chút cháo đặng uống thuốc cậu về đi tôi không đói từ nay cậu hãy để mặc tôi đi tôi là đứa trẻ từ nhỏ đã mang đầy vận xui rủi đến ngày cả mẹ người thân duy nhất của mình giờ sống chết như nào tôi còn không biết vô dụng tôi là kẻ vô dụng Khuyết gào khóc đôi mắt thâm đen do những đêm giản vặt bản thân mà thức trắng cứ thấy nước mắt cay xẻ tuôn như thác đổ. Tay cậu không ngừng đấm vào lồng ngực mình từng nhát rất mạnh. Nhật Hạ thấy vậy cô choàng tới ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt. Khuyết cố đẩy ra nhưng không được. Lực nén của Nhật Hạ với sức hiện tại của anh làm sao mà đấu lại. Anh buông thõng hai tay xuống, gục vào vai cô mà nấc lên từng hồi bờ mi cong vút của nhật hạ cũng đấm ướt nước mắt từ bao giờ giọng cô ấm áp có phần run run vì quá xúc động cô ôm khuyết một tay vỗ vào lưng nhẹ nhẹ rồi sẽ ổn cả thôi mà khi ông tôi mất lòng tôi cũng đau đớn không kém gì cậu cảm giác tồi tệ bất lực như không tin vào sự thật cậu hiểu mà đúng không nhưng cậu khác tôi mẹ cậu chưa mất chỉ là cô đi đâu đó chúng ta chưa tìm thấy được thôi cậu phải phấn chấn lên tỉnh táo lên suy nghĩ tích cực lên nếu mẹ cậu nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ bà sẽ đau lòng lắm và cả ông tôi nữa ông đã kỳ vọng vào cậu rất nhiều ông dạy dỗ cậu thành một người thông minh sáng suốt dạy cậu mạnh mẽ làm những việc giúp ích cho đời cho người chứ không phải dạy cậu thành kẻ nhếch nhác chỉ biết trách cứ bản thân cậu hiểu chứ vừa nói dứt câu nhật hạ hai tay nắm chặt bên vai khuyết khẽ đẩy cậu ra mặt đối mặt cô nói tiếp mạnh mẽ lên cậu đừng làm tôi thất vọng đừng làm tôi xem thường cậu và hơn hết cả là đừng tự xem thường chính bản thân mình những lời nói của nhật hạ như ánh sáng mặt trời khai sáng tâm hồn khuyết lúc này cậu khẽ gạt hai tay nhật hạ xuống kéo cô ôm vào lòng mình cái ôm ấm áp dịu dàng hai quả tim đang thổn thức dường như dần chung một nhịp đập. Cảm ơn cậu. Khuyết nói nhỏ đủ để cả hai nghe. Cậu bưng lấy bát cháo ăn hết một hơi, khóe miệng nhẹn cười. Ngon lắm, cũng muộn rồi, cậu chở tôi tắm sạch sẽ rồi đưa cậu về. Thấy tinh thần khuyết tốt lên rất nhiều, cô vui lắm. Trong lúc chờ khuyết, cô dọn dẹp mọi thứ đâu đó ngăn nắp, bước ra khoảng sân nhỏ, ngắm nhìn tiết trời sang đông đến thiên nhiên cảnh sắc cũng thay đổi theo thời gian huống gì là con người trên con đường làng bầu trời hôm nay ảm đạm những đám mây trôi dần nhường chỗ cho màu xám xịt lạnh lẽo hữu toàn trên người mặc chiếc áo bông dày cui vẻ mặt rũ rượi buồn bá đang cố nhấc từng bước chân nặng trịch về nhà trong căn nhà gỗ lớn có phần khang trang bể thế ông bà ba hiền ngồi bên bộ ghế quý mà nhâm nhi tách trà thoáng thấy bóng dáng con mình đến ngưỡng cửa bà ba hiền đánh tiếng hỏi làm gì mà như cái xác không hồn thế hả à, con hữu toàn thoáng giật mình cậu lấy phép chào ba mẹ rồi đi thẳng vào trong phòng chốt cửa cởi bỏ lớp áo bên ngoài rồi leo thẳng lên giường mà trùm chăn kín mít lòng cậu rối bời hụt hẫng những hình ảnh chiều nay khi bắt gặp nhật hạ và khuyết ôm nhau cứ thế gặm nhấm dậy xéo lòng cậu. Một chút tương tư hai nơi buồn bã, nhưng có lẽ trong câu chuyện này chỉ có mỗi cậu là buồn thôi. Tiếng gõ cửa vang lên phải đến lần thứ năm thứ sáu cậu mới nghe thấy và đứng dậy mở cửa. Căn phòng tràn ngập trong bóng tối, nhanh chóng được bà ba hiền thắp sáng. Sau này tắt đèn ngủ sớm vậy con, có chuyện chi cứ giải bày cùng ba mẹ, chưa nhìn mày ủ rũ thế tụi tao không có an tâm bà ba hiền nhẹ nhàng vuốt khém mái tóc con trai mình mà nói nếu là cái chuyện tìm cô hoa mẹ thằng khuyết thì chúng ta nghĩ nên thôi đi con ạ à. thằng khuyết giờ nó cũng là thanh niên trai tráng sức dài vai rộng còn giúp nó đến đấy là đủ rồi không nên hao tâm tổn sức quá mà hại đến cơ thể hữu toàn im lặng không trả lời ông ba hiền nói tiếp lời vợ mình Chuyện của con bây giờ là phải coi sao sớm thành gia lập thất cho ba mẹ có cháu ấm bồng. Ta thấy con bé Nhật Hạ. Con mệt rồi, con muốn được nghỉ ngơi. Viện bố mẹ ra ngoài đóng giúp con luôn cái cửa. Hữu Toàn ngắt lời ông ba, cậu lấy kéo chăn trùm kín mít. Tại bị thật chặt, vì cậu chẳng muốn nghe thêm gì liên quan tới Khuyết và Nhật Hạ cả. Thấy con mình như vậy hai ông bà cũng lo lắm nhưng không còn cách gì ngoài việc làm theo những gì toàn nói thôi thì để sáng mai nó dậy xem tình hình như thế nào đêm muộn gió thổi từng đợt cánh cửa gỗ bên phòng ông ba hiền kêu lên cót ca cót két dù đã phủ trên mình một lớp chăn bông dày nhưng cái rét cắt ra thịt vẫn luồn vào bên trong ông ba cựa mình khó chịu ông trở mình nhìn ra hướng cửa sổ hai cánh đã mở tung từ bao giờ gió kèm theo những hạt mưa lất phất đang không ngừng thổi vào ông nhanh chóng tiến lại miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm vợ với trẻ con có mỗi cái cửa sổ cũng quên đóng nữa dùng tay kéo mãi mà cánh cửa bên trái vẫn cứng đơ đơ không nhúc nhích ông ba hiền tức lắm thò cái đầu ra cửa để xem xét nó có bị kẹt hay không ông bất ngờ té lùi ra đằng sau mặt mày tái mét chính ngay cái khoảnh khắc ấy ông thấy một bóng trắng mờ mờ ảo ảo đang bấu víu vào cửa. Miệng ông ú ớ, dùng hết sức bình sinh để có thể kêu cứu. Bà Ba Hiền bị đánh thức ngay sau đó. Bà đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên khi thấy chồng mình đang nằm lăn dưới đất. Trời chưa đủ lạnh hay sao mà ông còn nằm dưới nền đất vậy hả trời? Không, không, không phải. Bà nói ơi, ngoài cửa sổ hình như có người. À không, con ma. Vớ vẩn ăn nói luyên thuyên Có còn mình ở nhà vong nào mà dám vô Bùa chú cũng dán khắp nhà Vào đây có mà bằng niềm tin à Nói đoạn bà ba hiền tiến nhanh ra cửa sổ Không do dự Bà cũng thỏ hẳn cái đầu ra phía bên ngoài Nước mưa dính hết cả lên mặt Bà cười lớn <cười> Ông lại nhìn kỹ đi mà xem Là cái bọc ni lông hồi sáng tôi buộc vào Để cố định cánh cửa đầu hai thứ tóc được còn nhát ma đừng có thần hồn nát thần tính suy nghĩ huyên thuyên còn đứng tần ngần ra đó làm gì nữa mau lên giường ngủ khuyết sau khi đưa nhật hạ về nhà anh không về mà trực tiếp ghé đoàn tạp kỹ mua vé vào ngay cửa anh cầm trên tay tờ giấy vuông vức vừa đủ để in dòng giữ đoàn tạp kỹ cố long xin hân hạnh được phục vụ khi ấy vẫn còn chưa tới giờ biểu diễn cậu đi một vòng lựa cho mình chỗ ngồi có thể nhìn bao quát được sân khấu cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn lên phía sân khấu những dải đèn lồng đủ màu sắc được treo xung quanh đang bay bay theo từng đợt gió chính giữa là những tiểu cảnh được sắp xếp sẵn đặng chuẩn bị cho tiết mục ngày hôm nay mặc cho trời đông giá rét bà con vẫn đến rất đông Hân hoan chào mừng quý bà con cô bác gần xa đã đến với đoàn tạp ký cố long của chúng tôi. Kính mong quý vị yêu thương hãy nán lại đến cuối cùng để tận hưởng đầy đủ những cung bậc cảm xúc mà cố long mang lại cho mọi người. Dứt câu nói của kẻ ái nam ái nữ với bộ sáng loẹ loẹt là từng đợt pháo giấy bay lên bắn tung, bắn tóe phía dưới những tràng pháo tay bùng bột vang trời. Mọi người hú hét. Nàng ban, chàng long! Từ hai bên cánh gà một đôi nam nữ từ từ bước ra. Tiếng kéo đàn nhị, tiếng đàn nguyệt, tiếng sáo trúc cùng lúc vang lên, hòa thành một bản hợp tấu nghe rất bắt tay. Chàng Long và nàng Ban đang diễn vở Tân Nương Ma, giọng hát hí kịch lúc ngọt ngào, lúc ra giết, khi lại hừng hực lòng thù hận, khiến người nghe phía dưới không làm chủ được cảm xúc của mình, mà thả hồn trôi theo vở kịch. Khuyết chăm chú nhìn vào gương mặt của nàng Ban Tràng Long Họ chắc cũng chạc tuổi cậu Cả hai mang nét mặt hao hao nhau Nhưng rất tuyệt mỹ và sắc sảo. Nét đẹp như từ trong chuyện bước ra Khiến ai nhìn Cũng xao xuyến trong lòng Từng dải lụa trắng được thả từ trên không trung xuống Nàng ban bám vào nó dùng lực mà bay lượn múa may trong không trung Phía dưới sân khấu Tràng long đầu tóc rũ rượi Anh chết quỷ khi vạn tiễn xuyên tâm nàng ban đau lòng chua xót khoác lên mình bộ y phục tân nương đó nàng dùng chính những giải lụa ấy mà treo cổ kết thúc một kiếp người cùng lúc ấy là cơn mưa phảng phất từ trên trời rơi xuống mắt nàng mở trừng trừng từ đó rỉ ra những hàng huyết lệ nàng hét lớn âm thanh ma mị từ phía trên cùng những chiếc đèn lồng vỡ tung muôn vàn cánh hoa hồng đỏ tung bay trong gió những tiếng la tiếng vỗ tay reo hò không ngừng vang lên người thì cầm khăn thấm nước mắt liên tục vì không kiềm được xúc động riêng khuyết cậu không vui cũng không buồn từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn vào hai nhân vật chính là nàng ban và chàng long mọi người đã chen nhau ra về từ bao giờ khuyết vẫn là người ngồi đó mắt cậu nhìn về hướng vô định đầu quẩn quanh câu hỏi nàng ta đốt cuộc là người hay ma là người hay ma tại sao trên người không có chút dương khí gì âm khí lại càng không ớ ờ, là khuyết phải không nãy ghé nhà mà không thấy thì ra là nay khỏe rồi lén ra đây xem nàng ban mà không hú hí anh em gì cả thật sự cậu quá tệ rồi câu nói của minh béo đã kéo khuyết trở về thực tại cậu bật người đứng dậy tròn vai bác cổ thằng minh mà đáp Chưa không phải ai kia cũng đi xem mà không đủ đê anh em bạn bè hả Bị khuyết bắt bẻ lại Mình chỉ biết cứng họng Nó đánh trống làng sang chuyện khác Hai thằng cứ thế vui vẻ cùng nhau đi về Chúng hẹn nhau sáng mai qua nhà hữu toàn Sau đó cả bọn kéo qua nhà Nhật Hạ bàn chút chuyện Dậy đi con, sáng muộn rồi Dậy ăn chút gì cho tỉnh táo Tiếng bà Ba Hiền đang thúc giục trước cửa phòng hữu toàn Cậu nghe hết nhưng vẫn lặng thinh không đáp Đầu óc trống rỗng, tay chân mềm nhũn cậu chỉ muốn được yên tĩnh nằm trên giường như này đừng ai phiền tới cả. Nghĩ con mình còn đang ngủ say giấc, bà nói lớn. Vậy à, lát nữa nào à, dậy xuống bếp hâm lại cháo mà ăn nghe con. Nói đoạn bà đi thẳng ra phía phòng khách nơi bà Hiền đang tiếp chuyện cùng ông Cố. Chào bác Cố nhé, bác sang nhà em lâu chưa? Cũng bữa mấy thôi chị ở mãi trong đoàn nó cũng buồn chán bứt rứt nên qua đây tìm chú ba hiền mà đánh vài ván cờ nghe bảo xưa ông cụ thân sinh chồng chị là một tay cờ khét tiếng ông ba hiền vui vẻ rót thêm trà vào chén cho ông cố và vợ mình ông tự hào mà nói cha tôi không chỉ là một cao thủ cờ tướng mà còn là một thầy pháp lừng danh tôi thì tư chất không có đam mê cũng không nên không thể theo nghiệp mà cụ để lại may sao cái thằng hữu toàn con trai tôi từ nhỏ nó đã đam mê về thế giới tâm linh giờ đã trở thành thầy pháp như ông nó rồi đấy nhà ông thật có phước phần không như tôi lang bạt bốn phương tám hướng cả ba nói chuyện rất vui vẻ và hợp nhau khuyết cùng minh béo từ ngoài sân bước vào dừng trước ngay cửa chính chào hỏi mọi người trong nhà hai con tới tìm thằng toàn hả không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà kể từ lúc nó đặt chân về nhà luôn đóng cửa trong phòng. Hai đứa chơi thân với nó coi giúp bác gọi nó ra thử. Bác lo quá. Khuyết và Minh nhanh chóng đến cửa phòng. Cậu khẽ gõ ba tiếng. Hữu Toàn, cậu không sao chứ? Hay vì giúp tôi tìm mẹ mà đổ bệnh rồi? Bên trong Hữu Toàn vẫn nằm im, mặt không cảm xúc. Chợt giật mình ngồi dậy khi nghe thấy tiếng của Khuyết. Chỉnh lại tóc tai quần áo, tay để sẵn trên chốt cửa chờ đợi. Nếu cậu không trả lời hoặc mở cửa thì tụi này sẽ tự phá cửa vô đấy. Quả nhiên sau câu nói ấy, Hữu Toàn liền đưa tay mở chốt, cánh cửa từ từ hé ra. Tới nhà bạn chơi mà còn muốn đập phá, thói quen này rất xấu đấy nha. Kèm theo câu nói là nụ cười rạng rỡ đang hiện trên gương mặt tuấn tú của Hữu Toàn. Cậu không sao chứ? Sao là sao? Tôi bình thường mà. Chắc các cậu lại nghe lời mẹ tôi nói lăng linh tinh rồi. Đi, chúng ta ra đằng trước tôi pha trà. Chúng ta cùng uống. À không, cậu không sao là tốt rồi. Giờ này còn trà chén gì? Chúng ta đi qua nhà Nhật Hạ có chuyện cần bàn bạc. Bà thanh niên cúi đầu chào người lớn rồi xin phép đi về. mắt khuyết vấn không quên quét toàn bộ lên người ông cố. Cậu cứ có cảm giác người đàn ông này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhật Hạ đang phơi thuốc ngoài sân, thấy bộ dáng ba thằng liền hỏi. Chà, mới sớm ra mà đã qua thăm tôi rồi cơ à? Minh béo nhanh trí đáp. Một ngày không thấy Nhật Hạ như không thấy mặt trời. Cậu văn vợ như thế từ bao giờ thế hả? Hữu Toàn không nhìn được cười mà quay sang Minh Béo dùng những lời lẽ mỹ miều phong trần ấy mà đem tỏ bày với nàng ban nhật hạ tôi đây không dám nhận không dám nhận cả minh béo và khuyết có chút ngạc nhiên sau cậu biết nàng ban nàng ban xinh đẹp như vậy cả cái làng này ai mà chẳng biết không thấy thì nghe vậy mới có người đem lòng si mê tương tư từ quên cả lối về nhật hạ vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía khuyết như đang ám chỉ tới cậu vậy là tối qua cậu cũng đi xem nhật hạ không đáp khuyết nói tiếp vậy quá tốt rồi hôm nay tôi rủ mọi người đến đây cũng vì chuyện này khuyết quay sang nhìn nhật hạ nghiêm túc hỏi cậu thấy nàng ban thế nào đẹp rất đẹp tôi không hỏi cậu mà minh béo nhật hạ cũng là thầy học pháp bát ma cậu có cảm nhận được nàng ta trên người không có chút dương khí nào âm khí cũng không hữu toàn im lặng nấy giờ sau khi nghe những lời này từ khuyết câu hỏi dồn thật chứ tại sao này như vậy được tôi cũng không biết nữa nhưng quả thực tôi đã cảm nhận được như vậy nhật hạ khẽ gật đầu xác nhận những lời khuyết nói đúng vậy tôi cũng cảm nhận được y như cậu cô ta đốt cuộc là người hay ma vậy bây giờ chúng ta phải làm sao mình béo hốt hoảng Dạo này lão cố thường đến nhà tôi chơi cờ Tôi sẽ tìm hiểu thêm về lão Vậy nàng ban hãy để cho mình đẹp trai tôi tìm hiểu được chứ mọi người Không khí đang căng não bất ngờ vì câu nói của Minh Béo làm phụt cười Được, của cậu tất á, không ai dành với cậu cả đâu Mà nàng ta không rõ là ma hay người Không có đạo pháp như cậu coi chừng mất đầu như chơi Minh Béo mặt tái mét trước câu nói của hữu toàn Thôi vậy, coi như nãy giờ tôi chưa nói gì. Quân tử không nói hai lời, cứ chốt vậy đi. Yên tâm, tôi sẽ luôn phía sau âm thầm bảo vệ cậu. Khuyết đập tay lên vai mình mà nói. Còn chàng Long và những người khác để cho tôi. Cậu quên tính phần của tôi rồi. Nhật Hạ có chút khó chịu khi Khuyết đã không đả động gì tới mình. Nhiệm vụ của cậu mới là quan trọng nhất. Khuyết lôi ra cuốn sách cũ mềm, vài trang đã dần hoen ố đưa cho Nhật Hạ. Cậu giúp tôi nghiên cứu những trận pháp trong này. Đây là quyển sách cổ mà cụ Quế trước khi mất đã để lại cho chúng ta. Đưa tay đón lấy Nhật Hạ gật đầu đồng ý. Nắn lại thêm chút phụ giúp cô thu phơi cái mớ thuốc rồi cả bọn cũng nhà ai nấy về. Khuyết ghé sang khu mộ cổ, lau dọn những bia đá sạch sẽ cậu đốt hương cho cụ quế và hết thảy những ngôi mộ đang nằm im lìm nơi đây ngay khi vừa định rời đi cậu trở thấy bóng lưng một cụ già tóc bạc trắng y phục trắng đang đứng lặng trước tấm bia mộ lâu đời nhất tò mò khuyết vội len qua những hàng bia đá mà tiến lại người kia thấy động cũng nhanh chóng rời đi không để lại dấu vết dù khuyết đã di chuyển rất nhanh Trải qua gần một tháng, Hữu Toàn và ông Cố đã thân với nhau hơn. Họ thường cùng nhau đánh cờ và trao đổi với nhau về những điều hay trong cuộc sống. Tuyệt nhiên ông ta không bao giờ hé răng nửa lời về chuyện của chính mình. Bên phía mình béo trông có vẻ không được khả quan cho lắm. Vì ban ngày nàng ban, không bao giờ bước chân ra khỏi đoàn. Cậu không có cách để tiếp cận. Chỉ chờ đến mỗi tối đều đặn đến xem cô ca múa. Khi kết thúc phần trình diễn, cậu luôn chuẩn bị sẵn một đóa hoa trà mang lên tặng cô. Cho đến một đêm nọ, khi nàng đang treo mình uốn lượn trên những dải lụa đào, chợt có tiếng sẹt như vải rách. Mất điểm tựa, nàng cứ thế rơi tự do. Mình béo từ phía dưới đạp lên hàng ghế bật người lên cao đỡ lấy nàng nhưng không thành. Người nàng ban rất lạnh khiến cậu vụt tay cả hai cùng té nhào xuống dưới. Cơ thể nàng đè lên người Minh khiến cậu đau nhức ê ẩm vô cùng rõ ràng thân hình nàng mạnh mai đều dáng uyển chuyển nhưng tại sao lại nặng đến thế da thịt lạnh đến thế chàng long nhanh chân chạy tới đỡ mình và nàng ban dậy ông cố từ bên trong cánh cả vội bước ra lão cúi đầu xin lỗi bà con vì sự cố vừa rồi đã làm gián đoạn tiết mục gián đoạn cảm xúc của mọi người đoàn lão xin được phép đêm nay tới đây là kết thúc ngày mai sẽ miễn toàn bộ tiền vé cho mọi người để tạ lỗi Dân làng cứ thế kéo nhau lũ lượt ra về. Chờ khi tất cả đã về hết, ông cố họp mặt tất cả mọi người trong đoàn mà tra hỏi. Nói, những giải lụa ngày hôm nay do ai chuẩn bị, do ai xử lý. Hết thấy mọi người đều sợ hãi run cầm cập, hai hàm răng nghiến vào nhau không dám hé nửa lời. Bình thường bộ dáng lão cố khi tiếp xúc với dân làng vĩ lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, đôi mắt nhân từ hiền hậu khiến ai trong làng cũng yêu quý rất nhiều. Thế mà bây giờ hoàn toàn trái ngược lại, mắt lão long sòng sọc, lông mày dựng ngược, trông đất dữ tợn. Chúng mày cầm hết rồi à? Còn không mau nói. Đừng để tao phải dùng đến vũ lực. Lão đút trong người ra một cái roi sắt, định vung lên quất vào đám người, thì bị Long ngăn cản lại. Ông tha cho bọn họ đi, cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Họ theo ông bao nhiêu năm rồi chẳng nhẽ ông không biết. Được, lần này tao tạm tha cho chúng mày. Lần sau nếu còn tái diễn lại như vậy thì đừng trách tại sao tao ác. Biết chưa? Đám người sợ sệt, khẽ dạ rồi lui vào các vách ngăn thành phòng mà nghỉ ngơi. Long được ngày không phải diễn tới đêm muộn, cậu ân cần chăm sóc cho nàng ban. Khẽ vuốt về mái tóc đưa em gái, cậu hát ru cho cô những bài đồng giao thổi nhỏ. Ban nằm đó mắt từ từ nhắm lại theo từng câu hát mặt vẫn lạnh tanh không trước cảm xúc chờ cho ban ngủ hẳn chàng long tới cái bàn trang điểm dùng khăn thấm nước ấm lau đi những đường vẽ trên mặt nhìn vào gương cậu khẽ nói có chuyện gì mà khiến ông cất công qua tìm tôi giờ này thế dạo này tôi thấy cậu khá thân thiết với thằng nhóc con tên khuyết nhỉ thằng nhái ranh đấy tốt nhất từ nay đừng tiếp xúc nữa nó không những là thầy pháp mà còn là đệ tử của lão quế già nhất định không hề đơn giản Đừng để đại sự bao năm ấp ủ của ta trở thành bọt biển Bằng không em gái cậu Lão bỏ lửng câu nói Giờ con búp bê ra trước mặt Long Mà bẻ gãy cái đầu Long giật mình nhanh chóng chạy lại chỗ em mình Mà che chắn như một phản xạ Lão cố thả con búp bê xuống đất Dùng chân mà dẫm bẹp Di qua di lại Nhìn xoáy vào đôi mắt của Long Lão nhẹn miệng cười Khiến anh giận cả tóc gáy Ngủ sớm đi, nhớ kỹ lời ta nói đó. Lão quay người bỏ ra ngoài, lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm nghĩ, nếu không phải bản thân cậu có đôi mắt âm dương, thì chắc chắn cậu và cả em gái cậu đã bị lão giết lâu rồi. Làm việc cho kẻ tà ma, ác độc, cậu cũng không vui chút nào. Nhưng nếu dám làm trai ý lão, em gái cậu mãi mãi sẽ không được sống tiếp. Lão đã phòng ấn hết hồn phách của em gái cậu nhằm khống chế, không cho cậu phản lại mình. Long không sao ngủ nổi, cả đêm đó mắt cậu không rời khỏi nàng ban. Nhắc đến cờ duyên khiến lòng thân thiết với khuyết phải quay lại cách đây ít ngày trước. Trong lúc đi dạo quanh xóm làng ngắm nhìn cảnh sát thiên nhiên, lòng vô tình đạp phải con rắn đang cuộn mình trong mớ lá khô. Nó giật mình ngóc đầu cắn phập vào chân cậu. May sao có khuyết vô tình đi qua. Cậu liều mình dùng miệng mà hút bớt nọc độc, xé toạc chiếc áo đang mặc trên người mà siết chặt cổ chân long cho nọc rắn hạn chế, lan rộng lên toàn thân. May nhờ có khuyết chứ không có lẽ cậu sẽ sớm bỏ mạng. Vừa quay qua định mở lời cảm ơn thì đã thấy khuyết gục hạn xuống bàn. Môi khuyết tím tái, tay chân co quắp. Nhật Hà nhanh chóng cởi phăng chiếc áo trên người cậu ra. bôi lên lưng cái thứ dược thảo hiếm có cô vận công ấn một trưởng thật mạnh và chính giữa tấm lưng trần đang toát đầy mồ hôi từ miệng khuyết một ngụm máu đen trào ra theo lực đẩy lòng cảm thấy bản thân mình vừa may mắn vừa có lỗi vì đã khiến ân nhân của mình cận kề sinh tử cậu chỉ biết lặng nhìn không nói lời nào trong lòng không ngừng cầu khấn phù hộ cho khuyết tai qua nạn khỏi phải mấy canh giờ sau mắt khuyết mới lờ mờ mở, mở. Cậu dịu dàng dùng tay khẽ chạm lên mái tóc Nhật Hạ khi cô đang ngồi gục mặt cạnh tấm phản chỗ cậu nằm. Nhật Hạ bất ngờ tỉnh dậy, khiến khuyết thoát tim giật mình mà thu tay lại. Cậu thấy trong người sao rồi? Có thấy chóng mặt buồn nôn gì không? Ổn, tôi ổn rồi, cảm ơn Nhật Hạ. Chẳng Long không sao chứ, cậu ta đâu rồi? Nhật Hạ hơi cáu trước câu hỏi của Khuyết, đôi chân mày nhíu nhẹ. Cậu lo cho bản thân mình trước đi Chẳng ta không sao cả Vì không thể rời đoàn quá lâu Nên cậu ta xin phép về trước rồi Bảo rằng sẽ tới tìm cậu cảm ơn ân tình cứu mạng sau này Cậu ta không sao là tốt rồi Cắn ngồi dậy Khuyết nhìn Nhật Hạ nhẹ nhàng nói Giờ cũng chắc đã muộn Tôi về đây Cậu coi sao khóa cửa nẻo cho cẩn thận nha Giữ tay Khuyết lại Đừng, cậu đừng về Hãy cửa lại đây chờ mai khỏe hẳn rồi hắn về Khuyết từ từ gỡ tay cô ra Miệng nở nụ cười ấm áp Yên tâm Tôi số lớn mạng lớn không chết được đâu Chúng ta nằm cô nữ cô Ở chung như này e rằng mọi người hiểu lầm Ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của cậu Thiên hạ nói gì kệ họ đi Sức khỏe mới là điều quan trọng Nếu cậu đã không muốn ở lại Thì để tôi đưa cậu về biết không thể thay đổi được quyết định của nhật hạ khuyết đành giúp cô khóa cửa rồi cả hai nhằm thẳng hướng nhà khuyết mà đi trên suốt dọc đường cả hai bàn về các kiểu loại trận pháp trong sách mà nhật hạ đang tìm hiểu cuộc nói chuyện từ nghiêm túc chuyển sang hài hước khi nhật hạ kể những chuyện tiếu lâm cho cậu nghe cặp đôi cứ điếu ra điếu rít như những đôi uyên ương này người ta đi xa lắm rồi cậu còn đứng ngẩn ra đó làm cái gì nữa câu hỏi của lão cố khiến hữu toàn giật mình thoát ra khỏi bóng lưng của hai người họ nam có tình nữ có ý đúng là khiến người ta mắt không rời cô gái nhật hạ đó xinh đẹp khí chất lại còn có cái tài bốc thuốc và hành pháp ta mà là thanh niên trai trẻ nhất định cũng sẽ chọn cô ta để theo đuổi chứ không như một vài người chỉ biết đứng sau ngó nhìn rồi đau khổ trong lòng chuyện của tôi ông không cần phải bận tâm có tình có ý có tương tư hay không tôi tự nhận thức được đi thôi chả phải ông bảo rằng nay đoàn tập kỹ bên ông có tiết mục mới rất hay và đặc sắc hay sao câu chốt hạ của toàn khiến lão không thể nói thêm được gì hữu toàn nhanh chân đi trước lão cố theo sau trở về với hiện tại lòng trước mặt tỏ ra nghe lời lão cố nhưng sau lưng thì cậu luôn âm thầm giúp khuyết Cậu đủ thông minh để biết được như nào mới là tốt nhất cho cả cậu và em gái Lão cố rất biết chiều lòng người khác Chính vì thế mà cả cái làng vĩ này đều rất lấy làm tin yêu Nhất là gia đình nhà hữu toàn Ông bà ba hiện còn kết nghĩa anh em huynh đệ Lão xin phép trưởng làng và các cụ Được coi sóc bái tham ma với lý do hết sức thuyết phục rằng Nhờ những người âm nơi đó phù hộ Cho nên đoàn tạp kỹ của lão mới ăn nên làm ra là muốn đền đáp cái ơn của họ. Những lời nói êm tai chứa đầy lòng thành như thế, sao mà các cụ nỡ từ chối được. Họ liền đồng ý ngay lập tức, cứ thế láo cố vừa được tiếng thơm, vừa dễ dàng thực hiện âm mưu của mình mà không bị mọi người nghi ngờ, dòm ngó. Riêng chỉ có nhóm của Khuyết là biết ông ta không đơn giản như mọi người nghĩ. Mấy này do trời lồng lộn, cào xé khắp khu vườn rộng, Khấu Toàn không ngủ mà ngồi cạnh khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Chả có gì ngoài những tia chớp nhỏ đang đạch từng đợt trên bầu trời. Tâm tư cậu rối bời, dạo này tình cảm của Nhật Hạ dành cho Khuyết ngày càng rõ. Hầu như ai cũng nhận ra, riêng chỉ có Khuyết là vẫn vậy. Cậu thầm mong thật sự lòng của Khuyết không có hạ, như thế cậu mới có cơ hội để được ở cạnh cô. Hướng mắt nhìn sang bụi chuối phía góc vườn từng tàu lá to theo cơn gió đang không ngừng va đập vào nhau như cảm nhận được thứ gì đó hữu toàn lấy chiếc đèn măng sông và tay nải nhào người qua cửa sổ lao thẳng ra bụi chuối theo cảm giác của một thầy pháp hữu toàn len qua từng thân chuối to cậu dừng lại giữa một khoảng trống nơi đây nền đất mềm hơn những chỗ khác rất nhiều cảm giác như có ai đó đã từng đào bới đất chỗ này lên vậy cậu cúi người xuống gạt đi lớp đất chính giữa một lọ thủy tinh nhỏ hiện ra toàn lẩm bẩm trong miệng bùa trấn hồn rốt cuộc ai đã trôn nó ở đây cậu không mở ra ngay mà dùng tay moi thêm lớp đất phía dưới cảm giác như có thứ gì đó đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo này vậy càng bới tim cậu càng thấy nhói bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang cứ thôi thúc cậu toàn điên cuồng cào đến tay bật cả máu mùi xác thối bắt đầu sộc vào mũi hữu toàn đưa tay vén manh chiếu sang một bên thi thể một người phụ nữ hiện ra từng tia chớp bắt đầu rạch trên bầu trời ngày càng dày hơn sáng hơn cẩn thận cầm đèn măng sông đưa sát lại hữu toàn giật mình hơn khi nhận ra gương mặt đang phân hủy nặng đó chính là cô hoa nhờ vào sợi dây có treo lá bùa bình an nhỏ vẫn còn phát ánh vàng kim ngay cổ đây là vật mà cụ Quế khi còn sống đã tặng cho ba đứa. Khuyết không đeo mà tặng lại cho mẹ mình. Vậy là thời gian qua cô Hoa không đi đâu cả. Xác cô lạnh lẽo chôn vùi nơi góc vườn nhà mình. Rốt cuộc ai là người đã giết cô? Trong đầu hữu toàn, những dòng chữ cứ thế nhảy lên liên tục. Cột, một tiếng khô khốc vang lên. Hữu toàn ôm gái rồi ngã khủy xuống. Hai bóng đen đang đun cầm cập từ từ lật ngược cậu lên toàn giờ khúc cây đập thêm vài cái thì chợt khựng lại khi nhận ra trời ơi thằng hữu toàn đây mà ông giết con mình rồi ông ơi hóa ra hai bóng đèn đó là ông bà ba hiền khi nãy vì chằn trọc khó ngủ mà bà ba hiền mở cửa sổ ra hóng gió bà thấy bóng đèn sáng mờ mờ phát ra từ trong bụi chuối nghĩ có ăn trộm bà liền đập ông ba hiền dậy Hai ông bà cứ thế cầm theo khúc cây to mà rình mò sát lại. Cả hai không dám đánh động tới hữu toàn, vì sợ khi ra đó, cậu sẽ phát hiện bí mật động trời mà ông bà chôn giấu suốt gần hai tháng nay. Bé bé cái mồm lại, bà muốn dân làng họ vô đây bắt cả đám à? Còn tôi bộ tôi không sót chắc. Trời ơi là trời! Tiếng ông bà hiền rít qua từng kẽ răng. Tuy nhỏ, nhưng ngữ điệu vô cùng sâu xé, và đau đớn. Nhận thức ra được sự việc đang diễn ra, bà ba thôi không gào nữa. Bà quay sang nói với ông. Thế bây giờ phải làm sao hả ông? Thằng con mình nó phát hiện ra cái xác con hoa chôn ở đây rồi. Lát nữa nó tỉnh dậy mình biết phải ăn nói với nó làm sao. Đột nhiên hấu toàn bật người đứng dậy. Cậu vừa như không tin vào những gì mình mới nghe. Mắt cậu cay xẻ, gương mặt còn dính đất lấm lem, Cô lấy lại bình tĩnh Cậu nhìn cái xác nằm đó Rồi nhìn lại hai người Mà bấy lâu nay cậu luôn kính trọng yêu quý nể phục Người đã dạy cậu bao nhiêu điều hay lẽ phải Này lại là hai kẻ sát nhân Giết người giấu xác Cậu gằn lên từng chữ một Sao cho rõ nhất Nhỏ nhất mà vẫn đủ để nghe Rốt cuộc là tại sao Tại sao hai người lại giết chết cô Hoa hả Tại sao vậy hả Hả Hoa giả nãy giờ hữu toàn không hề ngất Cậu chỉ giả vờ để chờ cơ hội phản lại Hai ông bà Ba Hiền bị bất ngờ Cả hai chân đứng không vững Mà té nhào ra đất Bà Ba Hiền méo máu Con ơi con bình tĩnh con ơi Thật ra chỉ là sự cố thôi Mẹ không muốn giết cô ta Mẹ chỉ lỡ tay đẩy Rồi cô ta tự đập đầu vô thành giường mà chết Tất cả Tất cả đều tại thằng cha giả mất nét hám gái của con trong lúc con đi sang làng thượng Mẹ có bảo lên chùa để cầu bình an cho tụi con Khi về thấy nhà cửa im ắng Bước sâu vô phòng thì thấy thằng cha con đang ôm ấp hôn hít con hoa Mẹ bị mất bình tĩnh không kiềm được mà lao vào đánh Trong lúc sâu sát mẹ vô tình đẩy nó Đầu, đầu nó đập đập vô thành giường mất nhiều máu quá nên chết Tất cả, tất cả đều do nó tự chuốc lấy Ông bà Hiền phụ họa thêm Không, Toàn ơi, tại nó cũng tại nó ngày ngày làm vườn quyến rũ ta ta đã cố gạt ra nhưng nó vẫn lao vào nhân lúc mẹ mày đi vắng nên mọi sự mới thành ra như vậy nó chết đáng lắm im đi ông bà im hết đi hữu toàn vừa quát vừa cúi xuống lấp lại mớ đất chôn vùi thân xác cô hoa đặt cái bình thủy tinh chứa lá bùa chấn hồn lại vị trí cũ Cậu cẩn thận còn chôn thêm hai cây đinh ba lớn, xong xuôi cậu lững thững đi vào nhà, đôi mắt vô hồn mặc cho nước mắt đang không ngừng tuôn ra. Ông bà ba hiền chỉ biết im lặng, run rẩy lủi thủi theo sau. Vào tới phòng mặc cho khắp người dính đầy bùn đất, cậu đóng sầm cửa lại, tiếng bản lệ như muốn vỡ ra. Vẫn góc đứng ngay cửa sổ, mắt cậu dán thẳng ra bụi chuối. Mình vừa làm gì thế này? thần làm thầy pháp phải giúp chính trừ ta phải giúp đỡ những oan hồn chết vất vưởng được siêu thoát đầu thai vậy mà mình lại phá vỡ lời thề bao che tội ác phòng ấn thêm vong hồn của cô hoa mình biết ăn nói sao với cụ quế nói sao với khuyết đây tại sao vậy tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này nếu mình nói ra thì bố mẹ mình sẽ phải làm sao ông trời ơi tại sao ông lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy rốt cuộc là tại sao hữu toàn ôm đầu đau mà khóc nấc lên từng đợt càng nghĩ đầu cậu càng đau à phải rồi tất cả là do bà ta đúng bố mẹ nói đúng nếu bà ta đàng hoàng đứng đắn thì đã không tự chuốc lấy cái giá bằng chính mạng sống của mình bà ta và con bà ta thật giống nhau đều muốn chen chân và muốn cướp đi hạnh phúc của gia đình mình đúng rồi <laughs> đáng năm mình không sai mình làm vậy là không hề sai cậu tìm mọi lý do để bào chữa cho hai kẻ sát nhân bào chữa cho hành động phản bội lời thề của mình hữu toàn giờ đây đã không còn như trước nữa trong người cậu phần tham sân si đã nổi lên ngày càng nhiều rồi cậu trở ra tỉnh táo hơn bao giờ hết quay sang nhìn ông bà ba hiền đang ngồi thu lưu trước cửa Bố mẹ còn không về phòng mà đi ngủ Đêm đã khuya lắm rồi Nói đoạn cậu đi thẳng ra mé đằng sau Cởi bỏ lớp áo trên người Múc từng cầu nước rồi từ trên đỉnh đầu xuống Kỳ cọ khắp cơ thể Là nước lạnh xối đến đầu cậu càng khoan khoái đến đó Lặng luôn bộ đồ mặc ban nãy ra đám bạc hà cạnh đấy Khoác lên người bộ quần áo mới sạch sẽ thơm tho Cậu đi vào đắp chăn ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra thấy thái độ con mình như vậy ông bà ba hiền mừng lắm vì biết chắc rằng nó đã chọn chữ hiếu làm đầu bỏ qua mọi chuyện không tố giác chính cha mẹ ruột của mình bên nhà minh béo từ cái hôm mà cậu đỡ nàng ban cậu đã sốt và ốm li bì suốt hai ba ngày nay khuyết vẫn luôn âm thầm dõi theo bảo vệ cậu khi xem hát không thấy cậu tới nên đành tìm sang nhà xem có chuyện gì không xem xét sơ qua cho thấy mình bị hàn khí nhiễm vào cơ thể khá nặng để có thể đẩy được hàn khí ra cần tới rất nhiều loại thảo dược quý chạy gấp sang nhà Nhật Hạ cả hai gom tìm kiếm nhưng vẫn thiếu cô quyết định dùng tạm bài thuốc gia truyền kéo dài thêm thời gian cho mình đi sâu vào rừng tìm cọ mộc chi trong rừng sâu nguy hiểm muôn bề để Nhật Hạ đi một mình khuyết không an tâm nhưng nếu cậu đi rồi thì ai sẽ bảo vệ khu cổ mộ vì mấy nay lão cố đang tiến hành giải mở phong ấn trên bia đá theo lời của long và cả cậu quan sát thấy nhận thấy tình huống rất nguy cấp cậu sang tìm hữu toàn để bàn bạc ngỏ ý muốn nhờ cậu thay mình theo dõi bảo vệ khu cổ mộ trong ít ngày không được đâu khuyết cậu hãy ở lại đi còn việc vào rừng tìm cỏ mộc chi hãy để cho tôi nhìn tôi có vẻ thư sinh là vậy nhưng những loại dược liệu quý tôi còn am hiểu hơn cậu cơ hội cứu sống mình béo sẽ cao hơn. Khuyết không do dự mà gật đầu đồng ý. Cậu dặn dò hai người bạn của mình thêm đôi chút, rồi tiễn họ ra khỏi làng, đi về phía cánh rừng rậm rạp. Khuyết túc trực xem xét tình hình minh béo. Ngày ngày, ngoài thời gian ở bãi tham ma, hết thảy cậu đều kể cận minh. Đút cho cậu ta uống những thang thuốc mà Nhật Hạ đã kê sẵn. Phía hữu toàn và Nhật Hạ cả hai tìm trong rừng, đã gần nửa ngày mà vẫn chưa thấy cỏ mọc chi. Rừng cây âm u rậm rạp, ánh sáng len lỏi qua từng tán lá, vốn đã yếu ớt, nay lại càng tối hơn khi mặt trời dần lặn mất. Hữu Toàn cầm con dao quắm phát quang nơi đất cao, rồi gom thật nhiều lá tươi trải xuống nền đất. Nhật Hạ lượm những cành củi khô, chất thành một đống nhỏ. Cả hai quyết định đêm nay sẽ đốt lửa ngủ lại trong rừng lấy trong tay này ra hai gói cơm nắm cùng với vài miếng thịt mặn. Đưa cho Hữu Toàn một gói vừa ăn vừa trò chuyện cho mau hết đêm đen. Ngồi bên ánh lửa bập bùng, tiếng côn trùng kêu giả xích, tiếng cú vỏ nghe đến giận người. Nếu không phải là thầy Pháp, chắc hẳn cũng sẽ chẳng mấy ai dám qua đêm tại nơi rừng thiêng nước độc như thế này. Hữu Toàn vui vẻ chia ra cho Nhật hạ ống tre đựng nước. Uống vài ngụm nước đi, nước trà hoa lại mà cậu thích đấy. Mở nút nứa ra mùi hoa thơm ngát. Nhật Hạ không uống ngay mà quay sang nhìn Hấu Toàn. Vẻ mặt cậu ta khi ấy có chút gì đó mong chờ, chút hồi hộp. Thoáng thấy cô nhìn mình, cậu cười mỉm nói. Sao vậy? Không thích à? Nhật Hạ không đáp, cô đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Hấu Toàn ngồi sát lại, như biết được Nhật Hạ sẽ ngã đổ. Cậu đỡ lấy cô rồi từ từ đặt xuống đất Cậu khẽ gọi Nhật hả? Nhật hả? Tỉnh dậy đi Cô không đáp mắt nhắm nghiền Tay chân buông thõng Khi chắc ăn rằng thuốc đã ngấm Hữu Toàn mới đưa bàn tay mình lên vuốt ve gương mặt cô Tay cậu lân la xuống phía dưới cổ áo Hơi run run Ngay khi vừa chiếc cúc áo đầu tiên được cậu mở ra Thì bất ngờ Nhật Hạ bật dậy Nhanh như chớp cô khóa tay của hữu toàn lại Bồi thêm cho anh mấy cú đá Từ trong miệng cô phun ngụm nước ban nãy Giả vờ uống vào thẳng mặt cậu ta Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu tưởng bỏ chút thuốc mê vào nước mà tôi không biết hay sao? Cậu kinh thường nhật hạ này quá rồi đấy Hữu Toàn cứng người trước những lời nói vừa rồi, gã ấp à ấp úng, không biết giải thích làm sao. Nói, Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Hành vi này đâu phải của hữu toàn mà tôi quen biết. Tại sao cậu lại trở nên biến chất như vậy hả? Nhật Hạ nói như gào, khiến vài con chim rừng đang ngủ giật mình cất cánh bay đi chỗ khác. Em còn hỏi tại sao hả? Tại vì tôi yêu em. Tôi muốn em là của tôi. Tôi muốn chúng ta mãi mãi bên nhau. Tay Nhật Hạ bắt đầu lùng bùng trước những lời nói của hữu toàn. Cậu nói gì? Tôi, tôi có nghe nhầm không vậy? Không. Từng câu từng chữ một em đều không nghe nhầm đâu. Tôi thích em từ khi còn nhỏ rồi kìa. Càng lớn tôi càng nhận ra tình cảm của mình không vơi đi, mà ngày càng đầy thêm. Tôi đã yêu em mất rồi. Cậu im đi. Cậu nói yêu tôi mà cậu làm hành động bị ổi như thế hả? Có thật là bị ổi không? Nếu không phải tôi mà là khuyết Chắc câu chuyện lúc này đã khác Hữu Toàn cười trong đau đớn Gà nói tiếp Tôi biết người em yêu là nó chứ không phải tôi Nhưng em thử nghĩ mà xem Nó có gì hơn tôi Về tất cả mọi mặt Nó đều kém xa tôi cơ mà Nhưng tại sao Tại sao em lại chọn nó Không chọn tôi <laughs> Cậu điên rồi Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau Tôi luôn xem cậu như là anh trai của mình đừng nói gì thêm nữa khuyết mọi thứ đều không thể bằng cậu nhưng cậu ấy có trái tim lương thiện và cậu ấy cũng sẽ không bao giờ hành động nông nổi như cậu ngày hôm nay chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra và không nói cho ai biết cả cậu về đi tôi không muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này đi đi trước những lời cự tuyệt tình cảm của nhật hạ hữu toàn tim như xé ra trăm mảnh cậu ta quỳ xuống khóc lóc bảo rằng mình đã sai thật rồi cậu xin nhật hạ tha thứ cho mình cũng vì quá yêu nên mới hành động mù quáng như vậy được rồi cậu đứng dậy đi mong rằng về sau cậu đừng làm tôi thất vọng nhật hạ giận lắm nhưng trước hành động van xin của hữu toàn cô đã mềm lòng cô không muốn mất đi người bạn người anh đã cùng mình lớn lên cùng mình trải qua bao buồn vui trong cuộc sống tuy nhiên trong lòng cô rất thất vọng và cũng bắt đầu đề phòng cả đêm đó nhật hạ thức trắng ngồi bên đống lửa mở quyển sách ghi chép trận pháp đang nghiên cứu cho mau hết đêm đen sáng sớm trong rừng những giọt sương đêm còn ứ động trên từng tán lá theo từng đợt gió nhẹ lay mà rơi xuống ướt đẫm thấm vào da thịt cả hai nhật hạ tranh thủ tiếp tục vạch từng nhảnh cây ngọn cỏ để tìm mộc chi Hữu Toàn có vẻ ung dung hơn nhiều. Cậu ta cũng vạch lá để vợ tìm, chứ trong lòng cũng chẳng mấy bận tâm. À, thấy rồi. Nhật Hạ mừng rỡ khi mắt chạm vào bụi cỏ mộc chi đang ẩn mình trong đám dây leo. Cô vội nhỏ cho vào cái củi trên lưng. Tìm mất thêm gần ba canh giờ mới về tới nhà Minh Béo. Cô đem cỏ mộc chi rửa sạch cùng những nguyên liệu trước đó đã chuẩn bị sẵn mà xác thành một bát thuốc dưới sự trợ giúp của khuyết cả hai nhanh chóng bón hết chén thuốc cho minh béo khuyết nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó cậu quay sang hỏi nhật hạ hữu toàn đâu sao không thấy cậu ta nhật hạ thoáng có chút bối rối khi nghĩ lại chuyện đêm qua có chuyện gì xảy ra hả hay cậu ấy bị gì rồi thấy thái độ khác lạ của hạ khuyết lo lắng hỏi không có chuyện gì đâu Cậu ta mệt quá nên về nhà trước rồi À Khuyết thở phào nhẹ nhõm Đi rừng cũng cả hai ngày rồi Cậu về tắm rửa nghỉ ngơi đi Mình cứ để tôi chăm sóc Khuyết rút từ trong túi ra một cái cặp tóc hình hoa nhại Được đính bằng đá rất đẹp Đặt vào lòng bàn tay cô mà nói Hôm qua trong lúc đi mua ít đồ bổ cho Minh Vô tình theo ông bán hàng dạo bán Ông ấy mời quá nên tôi mua Nhật Hạ cầm lấy mà cài Có thật là vậy không? Chỉ là vô tình thôi sao? Khuyết hơi ngượng cậu ấp ốm Sao chó á? Nó mà vô tình cái gì? Nó là cố ý Là cố ý mua á Cả hai giật mình quay người lại phía giường Mình béo đã ngồi dậy từ bao giờ Tưởng được chứng kiến cảnh tình cảm lãng mạn Tình trạng ý thiếp Ai sẽ lãng xẹt Tức quá nên phải lên tiếng nói dùm lòng khuyết Cậu ở bớt ăn nói linh tinh đi Sao rồi? Thấy trong người thế nào rồi? Quát lên được vậy chắc cũng khỏe tám chín phần rồi nhỉ Tất cả là nhờ công của Nhật Hạ và Hữu Toàn Cất công vô rừng tìm thuốc á Không lo cảm ơn cậu ta đi Ở đấy còn trêu tôi nữa Mình béo vỗ vỗ vào ngực mình Đúng là thuốc tiền thuốc thánh mà Tôi cảm thấy rất khỏe cảm giác không còn lạnh buốt tận ruột gan nữa cảm ơn mọi người rất nhiều nha ơn này tại hạ xin được khắc cốt ghi bia nhật hạ và khuyết đều không nhịn được mà bật thành tiếng cười lớn là ghi tâm ghi tâm mà ông tướng <laughs> chứ ai lại khắc cốt ghi bia muốn đá bãi tham ma hội tụ cùng các cụ hả nhật hạ lém lỉnh trêu đùa cả ba cười phá lên y như lúc nhỏ vậy Đột nhiên khuyết khựng người lại Nụ cười trên môi chợt tắt Về mặt cậu lo lắng Dạo này lão cố đã bắt đầu hành động rồi Cứ đúng vào giờ tí là lão lại ra bãi tham ma Bề ngoài là thắp hương cho các ngôi mộ Nhưng thực chất là dừng lại nơi bia đá ở cổ mộ Mày mò các ấn ký Không biết với mục đích gì Lòng có biết gì về âm mưu của ông ta không? Tôi có hỏi cậu ấy nhưng cậu ta cũng không biết Long chỉ bảo rằng là muốn dùng mắt âm dương của cậu để có thể mở cái thứ gì đó. Chúng ta cần nhanh chóng giải hết được các trận pháp trong sách mà cụ Quế để lại. Tới khi cần nó chắc chắn sẽ giúp được mình rất nhiều. Còn chuyện của nàng ban nữa, Long bảo rằng cô ấy đã bị lão cố thu hết hồn phách nhằm bắt cậu ta phải phục tùng nghe theo lời lão. Hiện tại lão đang ở trong tối, chúng ta ngoài sáng không thể biết được hành động tiếp theo của lão như nào chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Từ ngày từ đường trở về, Hữu Toàn ít khi quan lại tiếp xúc với nhóm của Khuyết. Nhật Hạ cũng hạn chế nhắc tới tên của cậu ta. Khuyết không còn tới săn sóc những ngôi mộ nữa. Cậu chỉ âm thầm dõi theo lão cố từ đằng xa, tránh để lão ta nghi ngờ. Trời đêm nay thanh vắng, ánh trăng nhẹ nhẹ tỏa phủ lên khắp nhành cây ngọn cỏ. Bóng dáng một kẻ áo đen mờ ám đi vào bên trong căn phòng dựng tạm bằng những miếng cố lớn của lão cố gã thì thầm vào tai lão gì đó rồi kéo khăn che mặt rời đi lão cố gật gù nhếch mép cười gian xảo lão tiến thẳng vào phòng của long mà ra lệnh đêm mai không cần biểu diễn nữa mày lo lắng ăn uống đầy đủ chuẩn bị mở mắt âm dương tới giờ hợi sẽ cùng tao phá nếu giúp tao chót lọt thành công thì hai anh em chúng mày sẽ được tự do Long liếc nhìn sang phía em mình đang ngồi vô hồn trong góc mà gật đầu đồng ý. Mới mở sớm hôm sau cậu đã lẹn ra ngoài tới nhà tìm Khuyết. Sau khi nghe những lời mà Long nói, Khuyết như không tin vào tay mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt Long, giọng kiên định. Tôi tin cậu, nhưng trước khi mọi việc chưa sáng tỏ, xin cậu đừng làm gì cậu ta được chứ. Tôi sẽ có cách giải quyết. Được, tôi hứa Chờ đến khi trời sáng tỏ, Khuyết đi nhanh sang nhà Hữu Toàn và Minh Béo, rồi cùng nhau di chuyển sang nhà Nhật Hạ. Đêm này Lão Cố sẽ hành động, mọi người hãy chuẩn bị đầy đủ những đạo pháp, tinh thần để sẵn sàng chiến đấu. Hẹn mọi người vào đúng canh hai có mặt ở bãi Tham Ma. Riêng mình, cậu không cần lộ mặt, hãy núp từ đằng xa quan sát là được rồi. Vậy cứ chốt thế đi, nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ra về trước. Khuyết nhìn theo bóng lưng hấu toàn mà không ngừng cầu xin hy vọng. Chờ khi cậu ta đi thẳng, Khuyết mới ghé vào tay Nhật Hạ và Minh Béo. Cả hai người họ, mắt chữ A, mồm chữ O, ngạc nhiên trước những lời mà Khuyết nói. Xong cả hai đều lựa chọn tin tưởng Khuyết mà thực hiện theo kế sách của anh. Đúng canh hai hấu toàn đã có mặt, lòng cậu ta vui sướng khó tả, liên tục nhầm hát trong miệng lão cố tay cầm bó hương bảo long xách thêm cả một giỏ trái cây đầy ắp từ từ tiến qua bãi tham ma hữu toàn dần bắt đầu cảm thấy lo lắng bồn chồn khi chờ đợi cũng đã lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng ba người khuyết xuất hiện tiếng chân rào bước trên cỏ khiến cậu ta mừng rỡ xoay người lại nhưng không ai khác ngoài lão cố và long đưa mắt nhìn quanh khắp nhưng không phát hiện thêm ai cả lão cố nhíu mày giận dữ Đùa như thế không vui đâu cậu Hữu Toàn Tôi... tôi... Hữu Toàn lắp bắp Long vợ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra Hai người đang đùa chuyện gì vậy? Sao nói gì mà tôi không hiểu? Ông cố nhếch mép nhìn Hữu Toàn mà trả lời câu hỏi của Long Có kẻ bày ra trò đùa hề hước này Nhằm mục đích chia rẽ chúng ta Hôm qua ta còn bán tín bán nghi ta cứ nghĩ hắn vì ghen tuông nên mới hãm hại bạn mình bán tin cho ta, không ngờ nó thật là ngu ngốc. so với ông nội nó thì nó chẳng thể bằng một cái móng chân. thật ra trong chuyện này long là người hiểu rõ nhất, biết tổng tổng tông tất cả mọi thứ. vì cái đêm mà hữu toàn lẹn vào tìm lão cố, long đã rình ở ngoài. tuy không thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng long đã suy đoán ra, ngay khi lão cố gọi cậu mai thực hiện kế hoạch nhằm thử lòng cậu. Nếu hôm nay đám người của Khuyết xuất hiện, e rằng đến cả cậu và em gái cậu cũng khó lòng mà giữ được mạng sống. Lòng đành tương kế, tự kế. Cùng Khuyết, vợ xuôi theo rồi trốn mất. Để hữu toàn tự làm tự chịu, lòng lao vô đấm đá toàn liên tục. Thằng khốn, mày dám ở đằng sau dựng chuyện biện đặt hãm hại tao. Chết đi, chết đi, cứ mỗi sau câu chửi là một cú đạp vào người đau điếng. Ban đầu còn né được, nhưng tần suất ra đòn của Long dày đặc khiến cậu không thể trở tay. Được rồi, đủ rồi. Đánh nữa nó chết ra đó là đó lại rách việc. Bọn nhái danh còn lại kia chắc cũng vô dụng y chang như thằng này. Chúng ta không cần quá để tâm nữa, đi về ngủ thôi. Hữu Toàn cố gượng bỏ dậy, mình mẩy đau rát, quần áo lấm lem. Khóe miệng cậu bị đánh đến chớt cả máu, cố ôm bụng nén cơn đau lết ra khỏi bãi tham ma Cậu ta không về nhà mình mà ghé về nhà khuyết chút giận Đứng trước cửa mà la lối Khuyết, mày ra đây cho tao, nhanh lên Dứt câu nói cánh cửa nhà khuyết mở toang Bên trong ánh đèn sáng trưng Từ trong đó tỏa ra cái mùi trầm phảng phất Khấu toàn ngạc nhiên Khi không chỉ có khuyết mà còn có nhật hạ và minh béo ở bên trong Cả ba người bọn họ giống như đang chờ sẵn cậu về vậy Khuyết cay đắng nói Chúng ta cùng một thầy dạy Pháp Cùng nhau lớn lên Cùng nhau vào sinh ra tử Tại sao vậy hả Toàn Tại sao cậu lại bán mình cho ác quỷ Quay lại phản bội lại chúng tôi Thật sự tôi vẫn không thể tin được Tại sao cậu làm như thế Hay có điều gì khuất tất cậu hãy nói ra đi Cầm mẹ mồm đi Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa Chẳng có gì khuất tất cả Là tao Chính tao đã nói hết cho lão cố nghe đó Nhưng chúng mày cũng đâu kém gì tao Chẳng phải Cũng đã lừa tao vào cái bẫy mà đặt à <laughs> Thật là nực cười Sẵn có đầy đủ chúng mày ở đây Tao xin tuyên bố Giữa chúng ta từ nay Từ nay mệnh ai nấy sống Đường ai nấy đi Không còn liên quan gì tới nhau cả Trời bỗng dưng nổ một tiếng sét lớn Kèm theo những tia chớp rạch sáng chói cả bầu trời ngay sau khi hữu toàn nói mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến bất chợt dẫu cho chỉ ít phút trước trang thành gió mát cơn mưa nặng hạt đổ chút xuống rối rả hữu toàn cười điên dại lê cái thân bẩm dập đi về quyết định đuổi theo giữ chân cậu lại nhưng đã bị minh béo và nhật hạ kéo lại vô nhà lòng người đúng thật đáng sợ mày còn đi theo nó làm gì nữa khuyết nó bây giờ không còn là hữu toàn ngày xưa mà chúng ta quen biết đâu mình béo vỗ vai an ủi Cả ba im lặng không nói gì thêm nữa Cứ thế ngồi nhìn ra màn mưa đêm trắng xóa Sau chuỗi ngày miệt mài nghiên cứu trận pháp Mất đi hữu toàn nhóm của khuyết như mất đi một phần sức mạnh Mình béo đề cử thay vào vị trí đó nhưng Khuyết lo sợ với người không biết gì về đạo Pháp như mình sẽ rất nguy hiểm cho cậu ta. Nhật Hạ cũng không đồng ý cả hai phen này quyết sống quyết chết bảo vệ cổ mộ không để lão ta được toại nguyện khuyết nhìn sang minh cậu cẩn trọng nói có việc rất quan trọng dành cho cậu đây mình hứng khởi mặt mày có vẻ tươi tắn hơn rất nhiều đấy phải vậy anh em phải cùng nhau chiến đấu mới là anh em sao việc như thế nào anh minh đẹp trai đây nhất định sẽ dốc hết sức mình Khuyết và Nhật Hạ cũng vô thức mà cười theo. Khuyết dặn dò. Khi chúng tôi và Lão Cố quyết đấu, cậu hãy lèn vào trong đoàn cứu nàng ban. Dùng miếng vải màu vàng này, trên đó tôi đã chỉ chú ngăn cho hàn khí xâm nhập vào cơ thể cậu. Cậu hãy cuốn chặt cô ta lại, sau đó dán miếng bùa này vào giữa trán. Tự khắc cô ta sẽ đi theo cậu. Nhanh trở về nhà Nhật Hạ, ở đó cậu và nàng ta sẽ được an toàn mình béo gật đầu đồng ý nhận lấy miếng vải và lá bùa từ tay khuyết vậy còn hai người hai người nhất định phải sống sót trở về đấy tất nhiên rồi khuyết quay sang nhìn nhật hạ mà mỉm cười hai chúng tôi nhất định sẽ trở về an toàn cậu cứ yên tâm vào cái đêm mà dân gian thường gọi là gấu ăn trăng mặt trăng ửng đỏ màu đỏ cam như chiếc bánh quy bị ăn dần mất một nửa. Lão cố cùng Long, tay sách túi đồ lập đàn hiến tế. Những ngày qua lão đã miệt mài giải hết toàn bộ ấn ký trên bia đá. Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng tới ngày hôm nay. Khi mặt trời, trái đất, mặt trăng đều xếp thành một đường thẳng. Mặt trăng di chuyển vào giữa vùng bóng tối của trái đất khiến một phần bị chen lấp. Âm thịnh ác dương suy mắt âm dương của long mới đạt đến cực đỉnh hiến tế lão đưa tay lột bỏ lớp da trên mặt và cả mái tóc hoa tiêu xuống để lộ ra gương mặt thật của mình phía dưới hốc mộ giả mà khuyết lén đào sẵn từ lâu nhìn xuyên qua tấm ván đã được phủ lớp cỏ có chừa mấy lỗ quan sát khuyết giật mình khi nhận ra gương mặt ấy chính là gương mặt ông lão kỳ lạ mà cậu đã gặp và đuổi theo lần trước đến cả long còn há hốc mồm Cậu chuyển dần qua sợ hãi khi thấy lão già trước mặt, râu tóc bạc phơ. Đôi mắt sáng quắc đầy gian xảo. Thảo nào dù trời nóng hay lạnh trên cổ lão vẫn luôn cuốn một chiếc khăn nâu. Hóa ra là để che đầy dấu vết của lớp da mặt giả. Lão cười lớn. Tiếng cười vang vọng đánh thức hết loài ma quỷ trong phạm vi mấy trăm dặm. Chúng quỳ tụ về bóng trắng bay ngập khắp bãi tham ma. Trong vườn chuối nhà hữu toàn, dưới áp lực mạnh mẽ, lá bùa phong ấn và hai cây đinh ba cũng bị bật lên khỏi mặt đất. Vong hồn cô Hoa như bị thôi miên, lao thẳng về hướng lão cố đang vận công. Làng vĩ giờ đây ma nhiều hơn cả người. Những con chó cục đuôi sợ tít, không dám ngo ngoe động đậy. Cắt tay cho máu chảy xuống cái lư đồng, lão ngửa mặt lên trời hét lớn. Ông trời quả không phụ ta! Suốt bao nhiêu năm qua ta đã phải sống lang bạt tìm tòi cách giải phong ấn tứ phương cuối cùng cũng đã được như ý rồi. Lão cười một tràng dài, nghe rất man dại. Hai mộ ơi là hai mộ. Nằm đó nếu mày không tìm đủ cách ngăn cản tao mà chịu giúp sức cùng tao, thì có phải giờ đây thân xác mày đã không phải vùi dưới ba tấc đất không? <laughs> mày mãi sẽ không thể ngờ được. Tao chưa chết mà quay lại nơi đây đúng không? Cái thằng quế giả ngu ngốc làm sao mà biết được trong cổ mộ này có báu vật ngàn năm có bí thuật tà đạo. Ông trời rất thương tao, thành toàn cho tao khi đã để mày chết trước khi lão ta tìm nơi này mà định cư hẳn. Và giờ thì lão cũng sẽ theo mày xuống đó bầu bạn rồi. <laughs> lão thôi cười, ánh mắt chết chóc bắt đầu lia sang long đang đứng gần đó. Mày, tới giờ rồi, mau mở mắt âm dương nhanh lên thằng nhái. Lòng sợ hãi cậu nhắm nghiền mắt Vẫn hết lực toàn thân dồn vào đôi mắt Khi cậu vừa mở mắt Ánh sáng vàng rực từ đó chiếu thẳng vào bia đá Rồi chạy quanh lan rộng khắp ấn ký Lão cố đưa cho Lòng một con dao đồng sáng quắc Cầm lấy Tự móc mắt ra bỏ và lưu máu Nhanh Long đùng mình sợ hãi Cậu ngã quỷ xuống đất miệng lắp bắp Không, không, đừng, đừng mà Lão cố tức điên vì với người giữ mắt âm dương Phải tự mình hiến tế mới có công dụng Chứ không thẳng nhãi danh này ngay từ giây phút đầu tiên Lão đã bóp chết nó rồi Lão móc trong áo một cái hồ lô nhỏ Trong đó chứa hồn phách của nàng ban Lão gạn giọng nói Đến cả đôi mắt mày cũng không dám hy sinh để cứu nó Vậy thì để tao đánh nát vòng hồn nó vậy Cho nó vạn kiếp không thể siêu sinh Đừng, xin đừng, Tôi, 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 sẽ móc Lòng đùn đẩy giờ con dao lên cao Lão cố mắt sáng trưng Mừng rỡ đến độ quên hết mọi thứ xung quanh Lão chỉ chăm chăm dõi theo từng thao tác của Long phập Tiếng con dao găm trên mặt đất Nhật Hà đã kịp thời lao lên Đá bay con dao Khuyết nhanh như chớp cướp lấy hổ lô trên tay lão Cả ba người nhanh chóng trộm vào nhau Thằng quỷ già ác độc Hôm nay Đừng có mơ mà đạt được ý đồ xấu xa Dựa vào ba đứa nhái danh tụi mày ứ Nói đoạn lão đọc chú lệnh cho những oan hồn lao vào cấu xé cả ba Khuyết dùng dao rạch cho máu chảy lên toàn thân kiếm gỗ Cầu điểm chú dán bùa lên trên đưa cho Long Số lượng oan hồn quá đông khiến Nhật Hạ và Khuyết hao tổn không ít pháp lực Mới có thể đánh lùi được phân nửa Khuyết càng đánh càng hăng máu Pháp sư trong người cậu đang dần nóng lên chảy cuồn cuộn. Mỗi nhát kiếm cậu vung lên đều mang theo niềm hy vọng mãnh liệt. Chợt bất ngờ cậu khựng lại, Phòng nữ trước mặt cậu khuyết mắt ứa lệ khi nhận ra là cô Hoa Nhật Hạ hét lớn: Khuyết, cẩn thận! Cô lao lên định chém vòng nữ đang giơ hai bàn tay đẩy móng vuốt sắc nhọn về phía Khuyết, nhưng đã bị cậu cản lại. Đừng, đừng Đó là mẹ tôi Cậu đừng phân tâm nữa Giờ không phải lúc nhận mẹ con đâu Tỉnh táo lên khuyết Chúng ta đánh lùi chứ không chém nát linh hồn nhưng cậu yên tâm Khuyết sực tỉnh, gạt nước mắt Cậu tiếp tục lao vào chiến đấu Lòng nhanh chóng ngã quỷ Vì không thể tiếp tục chống đỡ Khuyết và Nhật Hạ bắt đầu kích hoạt trận pháp Đã chuẩn bị sẵn Thâu hết những oan hồn còn lại vào trong Phía trên không trung một vòng bát quái lớn bao phủ khắp bãi tham ma khuyết và nhật hạ dìu long vô giữa trận pháp nhằm bảo vệ cậu cả hai mặt đối mặt ngồi vận hết toàn bộ linh lực còn lại tạo thành một thanh kiếm trừ tà đâm thẳng về phía lão cố là trận tam bát quái kiếm minh đạo không ngờ hai đứa trẻ ranh này có thể bay ra được trận pháp mà khi xưa ta hai mộ và quế già đã dùng để diệt trừ không biết bao nhiêu ma quỷ <laughs> khá lắm nói đoàn lão ngồi xếp bằng trong miệng không ngừng niệm chú từ người lão những luồng khí đen bắt đầu tỏa ra chúng tạo thành một vòng tròn kín bao quanh lấy người lão thanh kiếm minh đạo mạnh mẽ từ từ xuyên qua lớp bảo vệ dưới sự ma sát tạo ra những tia lửa sáng loá như pháo hoa khi gần găm vào tim lão cố thì thanh minh đạo bỗng chốc tan biến cả ba người đều phun ra rất nhiều máu tươi Khuyết và Nhật Hạ sức cùng lực kiệt nằm thoi thóp. Lão cố từ từ đứng dậy, thân người cũng tàn tạ không kém. Bộ áo trắng trên người lão cũng đã phủ không ít máu tanh. Bạn nãy, nếu không phải do thiếu hữu toàn trong trận, thì chắc rằng lão ta cũng đã tòi mạng rồi. Lão đi về phía cả ba, khuyết chống cự khỉu tay vực người ngồi dậy. Chưa ngồi được 5 giây, cậu lại ngã sập xuống mặt đất. Trên lưng cậu một bàn chân nặng trịch đang không ngừng ấn xuống là hữu toàn cậu ta nãy giờ đứng phía ngoài quan sát chờ đợi cuối cùng cũng tới thời khắc này nhổ tuẹt lên đầu vài bái nước bọt quay sang nhìn lão cố gã nói lão cố tốt nhất lão nên ngoan ngoãn ngồi xem ta xử lý đám chuột nhắt này và lão cũng yên tâm ta sẽ giúp lão thực hiện tâm nguyện còn lại mà chưa hoàn thành Lão mà tiến một bước Ta lập tức giết chết lão ngay Thằng hữu toàn này không biết nói đùa là gì đâu Ánh mắt hữu toàn sắc lẻm điên cuồng ngạo mạn Chất chứa tà khí ngút trời Đến cả lão ta cũng không nhận ra Gã đã từng là cậu nhóc Ông cho rằng là vô dụng Lão biết sức mình hiện tại cũng không thể tiếp tục đánh chiến Thôi thì cứ chờ xem kịch hay Hữu Toàn, Xin cậu Hãy bình tĩnh lại Đừng lún sâu vào con đường tội lỗi này nữa Cầm mồm Chân cá đạp thật mạnh vào đầu khuyết Sắp chết đến nơi rồi còn nói dạy đời tao nữa Mày có biết tao hận mày lắm không Cũng tại mày mà tao mới thân tàn ma dại như ngày hôm nay Tại sao hả Nhật Hạ nó chọn mày không chọn tao Nó từ chối một người hoàn hảo như tao Để đem lòng trao cho kẻ bẩn hàn như mày À còn nữa mày có biết không Con mẹ mày Con mẹ mày quyến rũ ba tao Muốn phá nát hạnh phúc gia đình tao <laughs> Nhưng không sao Vì ba mẹ tao đã cho nó một vé đoàn tụ tổ tiên ông bà rồi Giờ thì tao sẽ tiễn mày đi theo con mẹ mày luôn Dứt cầu hữu toàn cúi xuống dùng dao rạch từng nhát oan nghiệt lên lưng khuyết máu từ đó không ngừng gì ra lan rộng đỏ khắp cả một mảng lưng lớn nhật hạ và long điên cuồng gào khóc cổ ớt nghẹn van xin nhưng càng khóc cá càng mạnh tay hơn khuyết không còn thấy đau nữa kể từ khi nghe chính miệng hữu toàn bảo rằng mẹ cậu đã chết mọi nỗi đau ra thịt với cậu giờ chẳng thấm tháp vào đâu tim cậu quặn thắt từng nhịp bao nhiêu hình ảnh của mẹ ùa về trong ký ức tôi cháu nóng hổi mẹ đút cho cậu ăn lần đầu tiên Vòng tay ấm áp của mẹ choàng ôm lấy cậu Cứ thế gặm nhấm trái tim Rồi cậu lại nhớ tới giấc mơ người phụ nữ áo trắng ấy Lúc ấy cậu cảm thấy quen thuộc lắm Nhưng lại không nhận ra đó là mẹ mình Hóa ra ngay cả khi hồn lìa khỏi xác Mẹ vẫn về tìm cậu Muốn được ở cạnh cậu Ngày giây phút định buông xuôi mặc cho số phận Oan hồn của cô Hoa hiện ra trước mặt Nãy giờ khi bị thâu vào bát quái trận hồn thể của cô mới thoát khỏi sự khống chế của lão cố cô. cô chứng kiến con trai mình chiến đấu nãy giờ nhưng lại không thể giúp được gì bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ dành cho con cô hòa mặc cho vòng lửa bao vây ở trận mà cố thoát ra ngoài cô gào thét giận dữ đau đớn khi nhìn thấy con mình đang bị tra tấn hồn cô mờ ảo mỏng manh che chắn cho khuyết khi hữu toàn định dùng kiếm pháp đánh tan hồn phách của cô Khuyết đắp bật người đứng dậy Mình mẩy cầu toàn máu me Tóc tai rũ rượi Tấm lưng chẳng chịt vết cắt Vết xẻo hình chữ thập Và bảy nhát cứa năm xưa đang không ngừng tỏa ánh kim quang Khuyết vươn mình chiếc áo rạch toạc Cậu vung tay túm lấy cổ hữu toàn mà nhấc bổng lên trời trước kiến cảnh này Lão cổ, nhật hạ và long không khỏi kinh hoàng Khuyết giận dữ gằn lên từng chữ Tao đối với mày không khác gì anh em ruột thịt Nhưng mày thì sao Thằng khốn nạn Nếu mày đã cạn tình cạn nghĩa như vậy Hôm nay tao sẽ thay cụ quế thanh lý môn hộ Không thể để loại súc sinh như mày tiếp tục sống được Dứt cầu khuyết ném gã xuống đất Cầm con dao định đâm thẳng xuống Nhưng rồi lại ngừng lại Mày từng nói rằng Mong rằng sau này tất cả chúng ta vẫn sẽ như vậy Đừng ai thay đổi nhé Nhưng rồi thì sao Tình cảm mày dành cho Nhật Hạ tao biết. Tao biết nên dù có thích cô ấy nhưng chưa một lần tao tỏ bày. Vì tao biết. Tao biết mày cũng thích Nhật Hạ. Hữu Toàn à? Còn mẹ tao nữa. Bà ấy đã làm gì gia đình mày mà đối xử với mẹ con tao như vậy? Sao mày không để vong hồn mẹ tao đối chấp với ba mẹ mày? Sao mày lại phong ấn vong hồn mẹ tao lại? Tại sao hả? À? Mày là thầy Pháp mà. Mày phải biết làm vậy mẹ tao mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp mãi mãi bị giam cầm. Mày ác lắm. Khuyết gạo trong sự thất vọng tràn trề. Giờ thì mày cút đi. Càng xa càng tốt. Bằng không chờ khi tao đổi ý mày chỉ có con đường chết. Hữu Toàn vội vàng bỏ dậy. Cậu ta chạy được giam ba bước thì từ trên trời. Một tia sét đánh thẳng xuống, chết đứng ngay tại chỗ. Mùi thịt cháy tỏa khắp không trung. Nhật hạ lặng người mắt cô dường như cũng đang nhỏ lệ tiếc cho hữu toàn lầm đường lạc lối khiến ông trời nổi giận trừng phạt không tha khuyết bước lại gần vuốt mắt cho cậu ta lòng khuyết có chút nhói đau có chút khó chịu quay sang nhìn về phía lão cố lão ta đun cầm cập kể từ khi nhìn thấy vết sẹo hình chữ thập lão thấy hình bóng hai mộ trong người khuyết lão sợ hãi vô cùng lão ta quỷ lại khấn vái hết khóc rồi lại cười lão điên loạn quay cuồng bạch y nhuộm máu mái tóc trắng rối bời lão không ngờ rằng đến tận khi hai mộ chết rồi lão vẫn không thể thắng được ông ta bao nhiêu tâm huyết bao nhiêu tham vọng mà lão đã ấp ủ suốt mấy chục năm qua giờ đổ sông đổ bể miệng lão liên tục gào lớn không thể nào không thể nào không thể nào Khuyết đứng đó nhìn lão từ từ tiến lại bia đá, là biết bản thân mình không thể đấu lại khuyết, cậu xin cậu ta tha mạng lại là điều càng không thể. Dùng hết lực đập đầu thật mạnh vào tấm bia, nếu khi sống không thỏa được tham vọng thì có phải chết lão cũng phải được chết cùng nó. Đầu lão nứt ra từng đường, máu không ngừng rỉ thấm vào bia đá. Khuyết vội đi lại đẩy xác lão ra, ngăn không cho máu tiếp tục thấm vào. Thứ máu tà đạo này nếu nhiễm vào bia đá, e rằng sau này sẽ có hậu họa khôn lường. Cậu ngồi xếp bằng mặt đối diện bia đá, miệng cậu không ngừng niệm chú. Cả người cậu tỏa ra ánh hào quang khá sáng chói. Khuyết dùng dao rạch máu ở hai bên cổ tay. Cứ thế, cậu để nó thấm vào bia đá. Cậu đang dùng chính máu mình để vá lại các ấn ký mà lão cố đã mở trước đó ánh hào quang nhạt dần, nhạt dần rồi tắt hẳn. Khuyết ngã quỷ xuống đất, mặt tái nhợt, không còn chút sức lực vì mất máu quá nhiều. Phía trên không trung vòng bát quái cũng tan biến, các linh hồn tỏa đi khắp tứ phía. Nhật Hạ cố lết thân mình lại chỗ khuyết, cô nắm lấy tay anh rồi cũng dần lịm đi. Mình béo sau khi lẹn vào cứu được nàng ban đưa về nhà Nhật Hạ, suốt những giờ sau đó cậu hết khấn vái thắp nhang rồi lại đi qua đi lại cầu xin trời phật thần thánh phù hộ cho nhật hạ và khuyết cùng long bình an trở về chờ mãi mà không thấy họ trở về quay sang nhìn thấy nàng ban xinh đẹp vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế trên trán vẫn còn lá bùa mà khuyết đã đưa mình vội đóng hết cửa sổ cậu ra lệnh cho nàng ban đi theo mình tới ngay đầu giường của nhật hạ cậu hắng giọng đến rồi bước lên giường mau cởi ra nàng ban đôi mắt vô hồn ngồi lên giường xoay người nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài rơi xuống đất toàn cởi tới lớp áo trong thì cô đã bị mình béo cản lại trời đất thiên địa ơi tôi bảo cô cởi giày chứ không phải cởi đồ cầm lên mặc lại vô người nhanh lên mặt cậu đỏ ửng vì ngài Lần đầu tiên trong cuộc đời được tiếp xúc gần với một cô gái Lại trong tình huống dở khóc dở cười thế này khiến mình lắp bắp Cô nằm im ở đây cho tôi, không được đi đâu cả Nhắm mắt lại, chờ tôi về rõ chưa Coi ngõ cửa nẻo xung quanh đều đã khóa chắc chắn Mình béo cầm theo chiếc chuông và không quên vác theo hai con dao bầu Chạy thẳng ra bãi tham ma Không có gì ngoài mùi máu tanh cả Không gian niên tĩnh đến đáng sợ đốt cây đuốc lao nhanh vào khu cổ mộ mình chết lặng khi nhìn thấy mọi người nằm la liệt trên mặt đất nhanh chóng kiểm tra tình hình của từng người mình béo trở ra hô lớn hò hét dân làng tới giúp đỡ nhóm hậu đài bên đoàn tập kỹ thấy động cũng chạy qua thấy long nằm nó mặt lạ của lão cỗ đang treo tòn ten trên cành nhành cây cảnh đó khiến họ khiếp sợ cuốn gói bỏ đi trong đêm khi ánh mặt trời vừa xuyên qua từng tán lá chiếu vào tấm phản lớn nơi mà nhật hạ long và cả khuyết đang nằm long từ từ mở mắt cậu vội vàng nhìn sang khuyết và nhật hạ gồng mình ngồi dậy mình béo nói cậu cứ nằm nghỉ đi thuốc sắc chắc cũng xong rồi để tôi xuống lấy khuyết và nhật hạ không sao chứ và em gái tôi nữa mình buồn bã trả lời Nàng ban không sao cả Vẫn đang nằm trong phòng Nhật hạ cô ấy tạm thời không có gì nguy hiểm Chừng đâu lát nữa cũng sẽ tỉnh dậy thôi Thầy Lý làng bên nói vậy Còn Khuyết thì Khuyết thì sao Cậu mau nói đi Khuyết mất máu nhiều quá Thêm tổn hao nguyên khí quá nhiều Thầy Lý chỉ có thể làm sạch vết thương Rồi băng bó tạm cho cậu ấy Chúng ta chỉ trông chờ vào y thuật của Nhật Hạ khiếu tỉnh dậy mà thôi long bần thần suy sụp cậu tựa lưng vào vách gỗ cạnh cửa sổ nhìn khuyết đau xót khuyết đã hy sinh quá nhiều rồi nhà ông bà ba hiển sau khi nghe dân làng hô hoán con mình bị xét đánh chết cả hai đều gào khóc ngất lên ngất xuống dưới sự trợ giúp của anh em dòng tộc một cái đám ma linh đình đã được diễn ra hôm ấy nhật hạ minh béo và long đều có mặt riêng chỉ có khuyết vẫn còn hôn mê bất tỉnh cái xác của lão cố cũng được đem chôn cất cùng ngày. Trong lúc làm lễ chiêu hồn, ông Ba Hiền cầm một cái áo thường ngày hữu toàn vẫn hay mặc. Bác Thang leo lên mái nhà, miệng ông hồ lớn. Ba hồn bảy vía Trần Hữu Toàn mau mau về nhập xác. Câu nói liên tục được lặp đi lặp lại nhiều lần, kèm theo những cái váy áo liên tục. Làm đâu đó cỡ chục lần thì ông trèo xuống, Vừa vào cạnh quan tài cùng vợ Thì gió rông nổi lên cuồn cuộn Từ trong bụi chuối bóng trắng mở nhạt của cô Hoa Bay thẳng vào bên trong Ngồi trên nắp quan tài Ông ba hiển sợ hãi đến mức đi đại tiện cả ra quần mà không hay Cả hai liên tục quỷ lại van xin Những người tới dự đám tang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra Riêng chỉ có Nhật Hạ và Long nhìn theo an hồn cô Hoa Tóc cổ bề bết bùn đất Gương mặt phân hủy nặng từ đó những con giỏi lúc nhúc bắn ra Văng lên cả mặt hai con người độc ác ba hiền Nhật hạ mắt cay xè Lòng cũng không kiềm được mà nhỏ lệ Nếu khuyết nhìn thấy mẹ mình như vậy Chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng thể chịu nổi Mà đau lòng chết mất Cô Hoa ngồi chém trẻ đó Mắt căm giận lòng lên sòng sọc Cô dùng bàn tay bóp cổ thật chặt cả hai Chết Màu màu gỡ ra Sao ông bà Ba Hiền lại tự bóc cổ nhau như thế này Những người ở đó nháo nhào lao vào gỡ tay cả hai ra nhưng không thành Trong mắt những người ấy Nào có thấy được hình ảnh đáng sợ của cô Hoa Đang đòi mạng hai kẻ sát nhân này Cô nới lòng bàn tay rồi buông hẳn Hai ông bà ngắp lấy ngắp để không khí Chúng dập đầu van xin Cả hai như bị thôi miên Kể hết toàn bộ quá trình giết chết chôn xác yểm bùa cô Hết thảy mọi người có mặt tại đám tang đều nghe rõ từng chữ một Họ dùng mình ghê sợ Người bán tín bán nghi Nhật Hạ xin phép trưởng làng cử mấy thanh niên ra bụi chuối mé vườn đào lên xem thử Quả nhiên sắc cô hoa nằm lạnh lẽo nơi ấy Rất nhanh chóng thanh niên trai tráng cùng của ông bà Ba Hiền lại Mời quan huyện xuống xét xử Thi thể của cô hoa được Nhật Hạ xin phép đứng ra chôn cất Ngày động quan dân làng đến đưa tiễn cô đông lắm. Họ cảm thấy có lỗi khi lúc nào cũng rẻ biểu mỉa mai cô, khiến mẹ con cô bị cô lập. Nhưng tất cả đã muộn, chỉ còn biết thắp nén hương tạ lỗi mong cô tha thứ. Bởi vậy sông sâu khó đo, lòng người khó đoán. Ông bà Ba Hiền thường ngày luôn tỏ ra nhân đức hiền lành, ấy vậy mà lại là kẻ sát nhân máu lạnh. Từ nay về sau họ sẽ không bao giờ mù quáng, đâm đặt cho người khác nữa, cô Hoa đứng ngay phần mộ mình, mỉm cười mãn nguyện vì đã giải được nỗi oan nhục bấy lâu nay. Cô mỉm cười vì từ nay Khuyết sẽ không phải xấu hổ tội nhục khi nghe những lời xèm pha về mẹ mình nữa. Quay sang hỏi Nhật Hạ. Thằng Khuyết nó sẽ không sao chứ? Nhật Hạ lấy phép trả lời. Cô cứ yên tâm, cõi tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phải ít ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Cô cứ yên tâm mà đi xuống âm giới báo danh Đặng còn luân hồi chuyển kiếp Khuyết ở trên này đã có tụi cháu lo rồi Cô an tâm nha Cô Hoa mắt rưng rưng Từ đó máu không ngừng chảy ra Cúi tạ cảm ơn Nhật Hạ Bóng cô mở dần Mở dần rồi biến mất Sắp xếp mọi chuyện dần ổn thỏa Mộ mạ yên nghỉ cho cô Hoa xong Nhật Hạ quay trở về nhà Xem tình hình của Khuyết và nàng ban Mấy này bồi bộ thể lực không ngừng uống thuốc để bản thân mau chóng bình phục, để dùng pháp lực làm lễ nhập hồn cho nàng ban. Miệng khẩn đọc chú pháp, tay mở hồ lô chứa hồn. Khi miếng bùa trên trán được kéo xuống, cũng là lúc nàng ban mở trừng mắt tỉnh dậy. Người cô không còn lạnh toát nữa, da rẻ không còn trắng bệt mà hồng hào thấy rõ. Nàng ôm chầm lấy anh trai mà bật khóc, Tuy không ở trong thân xác nhưng những chuyện trước đó cô đều nghe và cảm nhận được. Mình béo nhìn cô không chớp mắt, Nhật Hạ phải gọi tới lần thứ ba, thứ tư thì cậu mới sực tỉnh. Này cậu không chuẩn bị hoa trà tặng cho nàng ban hả? Câu hỏi của Nhật Hạ khiến cả Minh lẫn nàng ban đều ngượng đến đỏ mặt. Cậu vội đánh chống lạng sang chuyện khác. Giờ chỉ còn mỗi khuyết, Nhật Hạ tình hình cậu ấy giờ sao rồi? bữa cậu bảo với cô hoa rằng ít hôm nữa khuyết sẽ tỉnh dậy là thật chứ tôi không chắc nhưng tôi tin là vậy khuyết mạnh mẽ đến thế cơ mà cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy đồng hành cùng chúng ta thôi cả đám hướng mắt về nơi khuyết đang nằm ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và hy vọng hôm nay tiết trời xanh mát cái lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông đã qua những khóm mẫu đơn nhà khuyết nhật hạ vẫn hay lui tới mà chăm sóc Giờ chúng cũng đã đơm trồi nảy lộc Một tháng hơn đã trôi qua Nàng Ban và Minh cũng đã nên duyên vợ chồng Cả hai kế nghiệp của bà vui buôn bán thịt lợn ngoài chợ Long cũng được Minh ngỏ lời muốn ở cùng cho nàng Ban Có anh có em đỡ cô đơn tuổi thân Ông bà vui dùng tiền tích góp cất cho vợ chồng Minh một căn nhà khang trang rộng rãi cạnh đấy. Họ chung sống vui vẻ hòa thuận với nhau lắm. Lòng cũng trở thành dân buôn vải đắt hàng cuộc sống mỹ mãn khiến bao người mơ ước họ vẫn thường lui tới nhà nhật hạ để thăm khuyết người đã không ít lần cứu sống hy sinh thân mình để đổi lấy mạng sống đổi lấy niềm vui cho họ ngày ngày nhật hạ dìu cậu lên chiếc ghế đầy tự chế đưa cậu đi khắp xóm làng ngắm cảnh vật mặc dù mắt cậu vẫn nhắm nghiền hơi thở lúc mạnh lúc yếu đứng dưới gốc xoan đảo cao lớn nơi mà hồi nhỏ khuyết thường hay lui tới nơi mà cậu đã chỉ cho Nhật Hạ cách cảm nhận vẻ đẹp, sự yên bình của thiên nhiên. Nhật Hạ tay vịn hai đầu xe đẩy, kê hòn đá cho không trượt mất. Cô khẽ vươn vai, hít hạ mùi thơm đồng nội, mùi gió thoảng vị ngọt của những loài hoa đang khoe sắc. Khuyết, cậu có cảm nhận được không? Bầu trời hôm nay xanh trong lắm, những đám mây bồng bềnh đang lượn lờ trôi, chim ca đang hợp sướng thành từng bản nhạc vui tai. À, kia nữa cả con trâu già của bà tám đang gặm cỏ nhìn nó đen nhẹm y như cậu hồi bé vậy sao cậu lại ví tôi là trâu già cơ chứ ít ra thì cũng chỉ nên ví là trâu non thôi tôi cũng chỉ mới hai mươi tuổi đời cậu thật là quá đáng rồi nhật hạ giật mình suýt té cô vỡ òa trong hạnh phúc khi nhìn khuyết đang từ từ đứng dậy nước mắt cô không ngừng tuôn rơi cô không tin vào mắt mình nữa cũng không tin vào những gì mình vừa mới nghe được Là khuyết Giọng nói đó Ánh mắt đó đã lâu lắm rồi Cậu chưa được nhìn, chưa được nghe Cậu ngẩn người ra đấy làm gì Tôi tỉnh lại cậu không vui à Nhật Hạ dùng tay quẹt đi hai hàng nước mắt Cô giang tay ôm chầm lấy khuyết Bất ngờ một tay anh ôm eo Nhật Hạ Tay còn lại túm lấy nhành cây Mà lấy đà bật lên Cảnh này phải ngắm trên đây mới đúng Khuyết nhìn qua Nhật Hạ mỉm cười, mắt anh đầy hướng về phía đồng cỏ xanh rì đang dập dờn theo từng cơn gió. Nhật Hạ, cảm ơn cậu. Vì lẽ gì? Vì cậu đã luôn ở cạnh tôi, đồng hành cùng tôi. Chỉ thế thôi sao? Khuyết không trả lời mà ngồi sát lại hơn. Cậu lấy tay mình đặt lên bàn tay nhỏ bé xinh xắn của Nhật Hạ, khiến cô đỏ bừng mặt. Tất nhiên là không chỉ có vậy rồi. Tôi còn muốn nói Tôi thích cậu, thích nhiều lắm Tôi muốn cậu mãi ở cạnh mình Muốn cùng cậu ngắm nhìn cảnh sách thiên nhiên Trải qua từng ngày, từng tháng, từng năm Có được không? Nhật Hạ tựa đầu vào vai khuyết Cô khẽ gật đầu Vì đó cũng là mong ước bấy lâu nay của cô Câu chuyện đến đây là hết Cảm ơn tất cả quý vị Cảm ơn tác giả Thu Hương Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé